Chàng trai thời hiện đại xuyên không tới thời Đường, chuyện đầu tiên cần làm lại là nướng thịt dê rồi dùng để tán tỉnh tỉ mỉ xinh đẹp. Thử đi, ngon lắm. Cô gái do dự cầm một xiên, thấy cô ăn ngon lành, chàng trai lại lấy một cái túi ra, nhón ít bột trắng rắc lên thịt xiên, khiến cô gái sững sờ. Phải biết rằng ở thời đại này muối tinh còn đắt hơn vàng, sao muối của ngươi còn mịn hơn muối của quan gia thế? Chàng trai không nói gì, chỉ cười ngơ ngạch. Mấy hôm trước khi đi khảo cổ, Tiểu Vân bất cẩn rơi xuống một cái hố lớn, phát hiện trên đầu các tượng đá khác đều có châm, chỉ riêng bức tượng này không có. Hắn tiện tay cắm di vật của bạn gái đã qua đời vào, kết quả trời đất quay cuồng, hắn xuyên không một cách ngớ ngẩn. Giữa rừng núi hoang vu chỉ có nhà trọ này, hắn vò xin ngụm nước, suýt chết vì cách ăn mặc kỳ lạ. Vào lúc quan trọng, một thiếu hiệp đeo mặt nạ che mặt đã làm việc nghĩa cứu mạng hắn. Tiểu Vân cứ tưởng đang quay phim truyền hình, không ngờ thiếu hiệp lại tung chiêu đánh hai người đàn ông tơi bời. Lúc này hắn mới nhìn rõ thiếu hiệp giống hệt bạn gái đã qua đời của hắn. Vì bảo vệ hắn, mặt nạ của thiếu hiệp bị đánh bay. Ồ, thì ra là nữ giả nam, cải trang giống thật, giờ tôi mới nhận ra. Nữ hiệp lấy mất châm cài của hắn, tiện tay gài lên đầu mình rồi nhanh nhẹn giải quyết một người trong số đó. Vì bảo vệ nữ hiệp, Tiểu Vân bị đối thủ đẩy ngã lên người nàng. Lúc này hắn thầm nghĩ, cưng mê anh rồi chứ gì. Kết quả nữ hiệp đánh ngất hắn. Sau khi tỉnh lại, hắn hỏi ông chủ nhà trọ mới biết mình đã xuyên không tới năm Trinh Quán thời Đường. Sao ngài ăn mặc lạ thế, tóc tai cũng thành ra thế này, hay ngài chúng ta? Ông mới chúng ta. Này, ta hỏi ông, cô nương vừa cứu ta là ai thế? Ông chủ ngơ ngác, cô nương gì chứ, rõ ràng đó là một công tử thanh tú mà. Nhưng diễn viên quần chúng trong phim truyền hình không biết sự thật cũng là chuyện bình thường. Tiểu Vân vẫn vững tin rằng đó là một cô nương. Hình như ông chủ cũng biết hắn, liên tục gọi Vân công tử, nguyên nhân là do bảng tên bằng gỗ trên cổ hắn. Tiểu Vân nhìn kỹ, không ngờ chữ trên bảng tên mà hắn đã mang theo 20 năm lại thay đổi. Thân phận của hắn chuyển từ Vân Bất Khí sang Vân Diệp. Lúc này hắn thầm nghĩ, với tạo hình tóc tai và quần áo như này chắc mình không sống được lâu. Thế là hắn đi vào bếp bảo ông chủ cho mượn tiểu nhị một lát. Không lâu sau, tiểu nhị ôm đầu chọc tức tuổi chạy ra ngoài. Vân Diệp là một bộ tóc giả bằng tóc của hắn ta. Người đàn ông xuyên không tới thời Đường bị buồn nôn vì món ăn ở đây quá khó nuốt. Mùi lạ gì thế này, ta đã thêm muối thô cho ngài đấy. Ông chủ nghĩ hắn thấy nhạt, lập tức lấy một cục muối ra khỏi ngực áo. Vân Diệp nếm thử suýt đi đời. Thì ra ở thời đại này đá muối tinh đắt ngang vàng, nhà bình thường chỉ có thể dùng vải nhung giấm thôi. Muối thô cũng là thứ hiếm có. Vân Diệp lập tức nảy ra một ý. Hắn đun một nồi nước sôi tinh luyện muối thô chứa rất nhiều tạp chất thành muối tinh rồi cắt mấy miếng thịt dê lớn, xiên vào chúc vót nhọn để làm một bữa thịt dê nướng linh đình. Thịt dê được nướng trên lò lửa, miếng thịt mềm thơm phương phức. Vân Diệp bưng thịt dê nướng đi tìm nữ hiệp hồi nãy, định dùng thịt xiên để đổi lấy châm cài của bạn gái. Nào ngờ nữ hiệp kề đao vào cổ hắn, nếu vẫn làm phiền ta sẽ chém ngươi. Ai, cô nương, đừng hơi tí là chém người chứ, ảnh hưởng hình tượng. Sao ngươi biết ta là nữ? Xin đấy, ai có mắt cũng thấy mà. Nữ hiệp không muốn trả châm cài mà muốn đổi với hắn bằng thứ khác. Ta không cần những thứ này, ta muốn lấy cây châm. Sao ngươi không hiểu chuyện gì thế? Tôi cũng không hiểu, người ta muốn lấy lại di vật của bạn gái, sao lại thành không hiểu chuyện rồi? Để làm thân, Vân Diệp bưng cả đĩa thịt dê nướng tới trước mặt nàng. Nữ hiệp liếc nhìn hơi dao động, nếm thử đi, ngon lắm. Nàng cầm một xiên lên nếm thử, Vân Diệp lại đầy muối tinh tự chế ra, nhắm một ít để rắc lên thịt xiên, thế mới đúng bài, nhưng thiếu ít thì là và ớt. Nữ hiệp rất tò mò về nguồn gốc của muối tinh, sao muối này còn nhỏ hơn muối của quan gia thế? Vân Diệp chỉ cười chứ không giải thích với nàng. Nào nào, bữa sáng là bánh trứng gà, có cần thêm ít muối không? Vân Diệp vừa lấy muối tinh tự chế ra, một đám quan binh đã xông vào nhà trọ bao vây hai người. Hai tướng quân mặc đồ đôi bước vào, người đáng yêu hơn trong số họ còn là thái tử Lý Thừa Càn. Thì ra khi xuyên không hôm qua vì hành tung kỳ lạ, Vân Diệp đã bị họ coi là gián điệp. Một binh sĩ tỉnh mắt phát hiện muối tinh trên bàn, buôn lậu muối ở cổ đại là tội lớn. Hơn nữa dân thường chỉ được ăn muối thô, hắn lấy đâu ra muối tinh? Thái tử nếm thử lập tức sai người bắt họ. Vân Diệp vội giải thích hắn đã tinh luyện muối này từ muối thô. Tinh luyện là gì? Tinh luyện là nghiền, lọc, hòa tan kết tinh của muối thô, muối mới kết tinh có thể ăn được, chứ nếu có quá nhiều tạp chất ăn xong không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Ông chủ nhìn túi muối của mình mà đau lòng, cả cục to chỉ tinh luyện được chừng ấy, kiểu gì cũng ăn được một tuần lễ mà. Một tuần lễ là gì? À, tức là 7 ngày. Thái tử bảo các binh sĩ lui ra, bước tới trước mặt Vân Diệp, nếu hắn nắm giữ kỹ thuật tinh luyện thật thì đúng là tạo phúc cho bách tính. Tướng quân, đừng phí thời gian với họ. Nếu tên nhãi này có thể tạo ra muối, tên Trình Sở Mặc của ta sẽ viết ngược lại. Đây chỉ là thí nghiệm đơn giản nhất mà ai cũng được học hồi cấp 2. Vân Diệp tự tin nói nếu hắn làm được thì Trình Sở Mặc phải quỳ xuống gọi ra ra. Vì thể diện, Trình Sở Mặc đành đồng ý, sau đó mấy người tới một bỏ muối. Muối vừa khai thác nếu ăn ngay sẽ trúng độc. Ông chủ khách điếm cũng lo lắng thay cho hắn. Vân Diệp lại không chút hoảng loạn, dẫn theo nữ hiệp đi vào phòng. Hắn đang bận cắt nhỏ muối, nữ hiệp đã nghĩ tới chuyện tìm đường bỏ trốn rồi. Nàng hoàn toàn không tin hắn có thể tinh luyện ra muối tinh. Lúc này lại có một đội ngũ xông vào, bọn họ biết được Vân Diệp có kỹ thuật làm muối nên cũng đến để bắt hắn. Hai thế lực đang giằng co ở bên ngoài, người ở trong phòng cũng đã tinh luyện ra được muối tinh.
Người đàn ông xuyên về thời Đường bốc một nắm bột màu trắng mờ ám cho vào trong miệng cô gái. Cô gái thốt lên là muối tinh. Người đàn ông tự tin bước ra ngoài hét lớn. Tên họ Trình kia mau gọi ra ra đi. Không ngờ vừa ra khỏi phòng đã có một đám người hai mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm. Ở thời đại kỹ thuật lạc hậu như thời Đường, Vân Diệp biết tình luyện mùi nhuyễn lập tức trở thành hàng hiếm. Đường Triều và Khương Tộc đều muốn giành được hắn, bất chấp chuyện chém giết tàn nhẫn. Thái tử Lý Thừa Càn vì bảo vệ Vân Diệp mà bất cẩn trúng một đao. Hắn vội vàng ập chén muối xuống nhưng đối phương vẫn muốn tung đòn kết liễu. Một cây đao lớn dài vài mét bay xuống từ trên trời, trực tiếp làm tên đàn ông cao to ngã lăn ra đất. Người đến chính là Trình Giảo Kim nửa chừng đột nhiên xuất hiện. Kẻ địch đã rút lui nhưng thái tử lại bị thương nặng, chỉ có thể ra sức thúc ngựa đưa đến chỗ thầy thuốc. Vân Diệp và nữ hiệp cũng bị bọn họ dẫn theo. Hắn vừa mới xuyên không đã gặp cảnh chém giết liên miên, thực sự là bị hù dọa không nhẹ. Vân Diệp không hiểu có cần phải làm tới mức này chỉ vì một chút muối như vậy không? Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Dường như ngươi chẳng biết chút gì về nhân tình thế sự ở chỗ bọn ta. Thật ra ta đến từ tương lai. Ngươi đến từ tương lai? Ừ, vậy ta chính là người đến từ thời xa xưa rồi. Hắn biết với năng lực hiểu biết của người cổ đại, bọn họ hoàn toàn không tin vào cái chuyện xuyên không này. Chỉ đành nói dối là mình sống trên núi sâu quá lâu, vì vậy mới không hiểu nhân tình thế sự. Nữ hiệp cũng rất có tinh thần trượng nghĩa, cảm thấy hắn là một tên ngốc cho nên xung phong nhận việc bảo vệ hắn. Vậy thì thật sự rất đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cướp cây châm của ta thì ta đã chạy từ lâu rồi. Mọi người đến quân doanh vội vàng đi tìm quân y, cả đám người bận rộn hồi lâu mà vẫn không thể cầm máu cho thái tử. Mắt thấy hắn ta ngất đi, Trình Giảo Kim lập tức đi tới lay mạnh. Lúc này Vân Diệp mới biết Lý Thừa Càn thế mà lại là thái tử. Đây chính là con của vua đó, hắn ta mà chết thì cái mạng nhỏ của mình cũng khó bảo toàn. Đừng lay hắn nữa, lay nữa hắn chết bây giờ. Năng lực của quân y có hạn thực sự không thể cứu nổi thái tử. Trình Giảo Kim nghe xong lập tức rút đao ra, muốn xuống suối vàng trước một bước để làm bạn với thái tử. Vân Diệp vội vàng cản tên ngốc này lại, nói chỉ cần có thể truyền máu cho thái tử thì có thể giữ lại mạng sống cho hắn ta. Nhóc con ăn nói lung tung, ta làm nghề y nhiều năm chưa bao giờ nghe tới phương pháp truyền máu này. Có nhiều thứ ông còn chưa nghe qua lắm, ta biết làm muối ông có biết không? Làm muối và cứu người có thể so sánh với nhau sao? Vân Diệp sốt ruột đến đứng ngồi không yên, có thời gian ở đây đôi co chỉ bằng nhanh chóng đi cứu người. Thái tử Đường Triều đang ngàn cân treo sợi tóc, chàng trai xuyên không lấy ra một đống giấy, nói hắn có cách cứu người. Vân Diệp chọn ra vài vị binh sĩ để kết hợp nhóm máu chuẩn bị truyền máu cho thái tử. Chẳng phải ngươi muốn cứu người sao? Ngươi đang làm gì vậy? Nhanh nhanh lên đi chứ. Trước hết phải kiếm được người có thể truyền máu đã. Dùng mấy mảnh giấy rách này đó à? Trình Sở Mặc nghĩ rằng Vân Diệp đang khoác lác, nhìn địa bộ này thì giống cứu người chỗ nào? Rõ ràng chẳng phải là đang giỡn chơi hay sao? Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt binh sĩ chọn một người thân thể vạm vỡ, sau đó hắn lấy ống trúc được khử trùng bằng nước nóng, còn dặn dò nha hoàn đừng chạm tay vào. Tiếp theo hắn lấy các loại dụng cụ y tế sơ cứu từ trong cái túi mình mang theo khi xuyên không ra. Này, ngươi lại làm gì nữa vậy? Bây giờ ta sắp lấy máu của hắn ta, rồi chuyển máu của hắn vào trong người thái tử. Không được. Tên binh sĩ cứ nghĩ Trình Giảo Kim đau lòng cho hắn ta, bèn nói mình đã chuẩn bị tâm lý để hy sinh rồi. Trình Giảo Kim lại nói ngươi nghĩ nhiều rồi, đồng thời đuổi hắn ta ra ngoài. Thì ra ông ta sợ chuyển máu bậy bạ sẽ làm vấy bẩn huyết mạch của hoàng tộc. Quả nhiên phong kiến mê tín thực sự rất hại người. Vân Diệp giải thích cho ông ta máu của con người chỉ phân loại theo nhóm máu chứ không phân chia cao thấp sang hèn. Nhưng Trình Giảo Kim nhất quyết không đồng ý. Lúc này nữ hiệp ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói mình chính là Lý An Lan, trưởng nữ của Lý Thế Dân. Nếu lấy máu của nàng thì không tính là vấy bẩn huyết mạch của hoàng thất nhỉ. Công chúa, không phải chứ, lại là con vua nữa à? Lý An Lan tháo cây châm xuống, mọi người mới nhận ra nàng đang nữ cải trang nam. Lý An Lan rút ngọc bội ở bên hông ra, nói ra danh hiệu của mẫu thân Mặc Gia Niền Nhược Lan. Sau khi dùng giấy thử kiểm tra nhóm máu của hai người quả nhiên là giống nhau, Trình Giảo Kim biết được thân phận của nàng khăng khăng đòi nói chuyện riêng với công chúa một lát, còn đuổi Vân Diệp ra ngoài. Lê mê lâu như vậy, thái tử chắc cũng sắp cưỡi hạc đi Tây Trúc rồi, đến cả Trình Sở Mặc cũng oán giận phụ thân câu giờ. Lúc này Vân Diệp đột nhiên nhớ ra mình còn chưa sơ muối được gì, bèn quanh co nhắc nhở Trình Sở Mặc. Ra ra ngươi cứu huynh đệ ta đi, chỉ cần ngươi cứu được huynh đệ ta, ta sẽ dập đầu với ngươi, còn có thể thắp nhang cho ngươi, được không? Cút đi, ai kêu ngươi thắp nhang chứ? Vân Diệp sử dụng y thuật mình học được trước khi xuyên qua và dụng cụ y tế mang đến từ thời hiện đại. Đầu tiên hắn rút một ống máu lớn từ trên người Lý An Lan, sau đó bơm vào ống trúc đã được khử trùng. Lúc này mới cứu được thái tử bị mất máu quá nhiều. Trình Sở Mặc phát hiện thái tử tỉnh lại lập tức túm lấy vai hắn ta lắc điên cuồng, suýt nữa lại khiến thái tử ngất xỉu. Sau đó hắn ta vội vàng chạy đi gọi cha mình. Quả nhiên là hai cha con ruột, Trình Giảo Kim cũng lay một trận, thậm chí còn vỗ mặt hắn ta. Thái tử đang suy yếu muốn chợp mắt một lát cũng khó mà ngủ được. Hắn ta vừa nhắm mắt lại là lại bị lay một trận. Trình Giảo Kim còn tưởng rằng thái tử lại ngất xỉu. Ông ta vội vàng kéo Vân Diệp qua hỏi có phải máu truyền vào chưa đủ nhiều hay không? Hay là rút thêm một chút từ trên người công chúa đi? Hay là làm thêm lần nữa? Ông có bị đần không? Ông tưởng đang đổi mạng à? Máu này mà rút nhiều quá thì sẽ chết đó, không biết hả? Bây giờ rút hết máu của nàng ấy qua cho hắn thì nàng ấy phải làm sao?
phổ cập một chút kiến thức khoa học cho ông sao mà phiền phức vậy chứ. Vân Diệp lại bị Trình Giảo Kim kéo ra ngoài, dẫn đến trước mặt các tướng sĩ mở một cuộc đại hội khen thưởng. Dù sao thái tử cũng là hoàng thượng tương lai, đây là công lao lớn biết bao cơ chứ. Trình Giảo Kim trịnh trọng xin lỗi vì lúc trước đã xem thường hắn, thậm chí còn muốn chặt đứt cánh tay trái của mình để tạ tội. Vân Diệp vội vàng ngăn cản, kết quả lại rơi vào bẫy của ông ta. Thì ra Trình Giảo Kim có chuyện cầu xin hắn, người không nhận lời thì ta sẽ không đứng dậy. Ông ta còn kêu tướng sĩ toàn quân doanh quỳ xuống trước mặt hắn, xem hắn có bao nhiêu năm để mà tổn thọ. Ông ta xem trọng tài năng của Vân Diệp, muốn mời hắn vào triều làm quan. Điều này khiến Vân Diệp đắc ý muốn điên lên đi được. Quả nhiên thỏi vàng như ta đây ở thời đại nào cũng có thể tỏa sáng. Mặc dù trong lòng rất sung sướng nhưng ngoài mặt hắn lại giả vờ khó xử. Sau đó Vân Diệp biểu diễn kỹ thuật làm muối ngay trước mặt mọi người. Nhìn nồi nước sôi được nấu thành muối tinh, mọi người đều vui mừng ra mặt. Hắn cũng được tôn vinh thành anh hùng. Lúc này Trình Giảo Kim viết một phong thư kêu nhi tử đem về Trường An báo cáo công việc với Lý Thế Dân. Trình Sở Mặc rất bất ngờ người phụ thân không có văn hóa của mình biết viết thư từ lúc nào thế. Kết quả Lý Thế Dân vừa mở ra đọc đập vào mắt là một bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con, hoàn toàn xem không hiểu ông ta có ý gì. Sau khi Vân Diệp vào cung sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Các bạn có muốn biết người thời Đường sông thoáng đến mức nào? Vân Diệp đang tắm nước nóng thì có một người đẹp tuyệt trần xông vào. Ngài đứng dậy đi, ta đổi thùng nước mới cho ngài. Không cần, không cần. Vừa nhìn đã biết Trình Giảo Kim cố tình sắp xếp cho hắn, chỉ là rõ ràng ông ta chưa nắm bắt được khẩu vị của Vân Diệp. Ôi trời, quần áo này không mặc được nữa rồi, ta mang vứt đi cho ngài. Không phải, đừng vứt, đừng vứt, quần lót của ta vẫn còn ở trong đó mà. Vân Diệp choáng váng, đâu thể bắt hắn thả rông đi ra ngoài chứ, chỉ thấy trong phòng bày một tấm vải trắng. Nếu hắn không đoán sai thì đây chính là cái khố của hắn. Nhưng thứ này đến cả ống quần, lưng quần cũng không có, hắn hoàn toàn không biết phải mặc như thế nào. Thế là hắn kéo một người vào, xem xong quá trình làm mẫu, hắn vẫn tỏ ra không thể hiểu được. Vân Diệp thành công khoác lên bộ quần áo mới, nhưng cổ áo choàng lông của Lý An Lan rõ ràng cao quý hơn hắn nhiều. Làm công chúa rồi có khác, được ngồi chung một chiếc xe ngựa với thái tử. Giàu lên rồi thì đừng quên ngày xưa. Lúc cả đội ngũ nghỉ ngơi, mọi người đều phàn nàn trời lạnh quá. Vân Diệp lại cầm một cục đá lớn lên ném xuống mặt hồ đóng băng rất chắc chắn. Hắn tìm hai con dao đến cố định ở dưới đế giày, làm thành một đôi giày trượt băng đơn giản, khiến Trình Sở Mặc nhìn mà ngơ ngác. Chưa bao giờ nhìn thấy thứ này nha, đồng thời cũng rất lo lắng. Vũ khí đánh giặc lại bị hắn đem ra làm cái này. Nếu để Trình Giảo Kim biết được thì chắc chắn không tha cho hắn. Bây giờ cha ngươi đang lạnh như con khỉ kia, không rảnh để quản ta đâu. Một lát nữa bảo đảm ngươi sẽ đổ mồ hôi đầm đìa cho xem. Sau đó Vân Diệp trượt trên mặt băng làm Trình Sở Mặc ngạc nhiên muốn rớt cả cái cằm. Tiểu tử này thực sự có chút bản lĩnh, đám binh sĩ thấy hắn chơi vui vẻ như vậy cũng thi nhau chạy đến hóng hớt. Đến cả thái tử và công chúa đều ra ngoài ăn dưa. Vân Diệp tự chế giày trượt băng ở thời cổ đại không những làm dịu bầu không khí căng thẳng trong quân doanh, còn giúp các binh sĩ bị mùa đông giá rét giày vò đều được vận động làm ấm người. Trình Giảo Kim nghe thấy động tĩnh các binh sĩ được mình huấn luyện nghiêm chỉnh đều loạn thành một đoàn, bị người ta dạy hư rồi. Ông ta tức giận chỉ vào nhi tử mình mắng, chắc chắn lại là chuyện hư hỏng do tiểu tử ngươi làm ra rồi. Trình Sở Mặc vội vàng cáo trạng đây đều là ý tưởng của Vân Diệp. Nếu ngươi còn không lên đây một lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Từ nay về sau Vân Diệp định đi theo thái tử lăn lộn. Ngươi nhìn hai người bọn họ, một người là con quan, một người là con vua, tạo quan hệ tốt với bọn họ kiếm một công việc trong triều đình, như vậy cũng xem như có được chỗ đứng trong đường triều. Nhưng ngay khi hắn đang mơ mộng về một tương lai tươi sáng, một đám người đột nhiên xông vào. Thái giám đi đầu dẫn theo một bà cụ, vừa bước vào đã bắt hắn nhận thân thích. Vân Diệp ngu người, hắn xuyên không đến đây lấy đâu ra người thân ở thời cổ đại. Vừa lập được một chút công lao lập tức có người tìm đến cửa nhận tôn tử rồi. Mặc dù hắn không quen bà cụ này nhưng nhìn thấy binh lính mặc giáp vàng chuẩn bị rút đao. Nếu không nhận người bà này e rằng sẽ bị rơi đầu ngay lập tức. Bịch một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, bà cụ nhìn mà sững sờ. Vân Diệp lấy tấm thẻ gỗ khắc tên mình ra, khóc la inh ỏi gọi nãi nãi. Bà cháu hai người cứ như vậy mà bị ép phải nhìn mặt nhau. Xem ra có lẽ bề ngoài của ta rất giống với cái tên Vân Diệp này. Cũng có nghĩa, Vân Bất Khí ta đã gặp được tổ tông của tổ tông của tổ tông của ta rồi. Làn sóng này còn chưa yên thì làn sóng khác đã ập đến. Vân Diệp vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại có một đám người tìm đến. Một người là Lý Thái, đệ đệ của thái tử. Vương gia đương triều vì cảm tạ ơn cứu mạng ca ca của hắn, vừa đến đã hành đại lễ. Không thể nhận, không thể nhận. Hắn sợ mình tổn thọ, vẫn nên đổi lại thành mắt tay thì hơn. Mà một người khác chính là trưởng Tôn Sung, thiếu gia của trưởng Tôn gia, cũng là một hoàng thân quốc thích. Sau khi Vân Diệp xuyên không giống như chọc vào cái ổ con cháu vua chúa, hắn vội vàng giả bộ buồn ngủ muốn đuổi họ đi. Dù sao một thường dân như hắn mà chơi chung với hoàng thân quốc thích thì sẽ có áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng mấy tên kia không chịu đi về, nhất quyết kéo hắn đi uống vài ly. Không ngờ đám người cổ đại này còn thức khuya giỏi hơn cả một người hiện đại như hắn. Thành Trường An vào ban đêm vẫn vô cùng nhộn nhịp, hắn xuyên qua bao nhiêu ngày rồi cuối cùng cũng được vào thành thăm thú. Mọi người đến một thanh lâu, mấy thanh niên thấy dàn người đẹp mắt ai nấy sáng rực. Vân Diệp còn dạy mọi người chơi trò oan tù ti, cả đám người uống rượu trợ hứng. Chỉ thái tử có mục đích trong sáng nhất, tới đây chẳng phải là để nghe ca hát à.
Bài hát rung động lòng người hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn ta. Vũ nữ nói với thái tử rằng người viết bài hát này là một cô gái vô cùng xinh đẹp dịu dàng, túi thơm của nàng ta cũng là của người đó tặng. Mà thấy có trùng hợp hay không, cô gái xinh đẹp kia tên là Lư Tân Nguyệt, là nữ thần mà thái tử yêu thầm, chẳng qua nghe tên đã lâu mà chưa gặp mặt thôi. Tối nay Vân Diệp vì để giúp huynh đệ tốt của mình mà dùng một bài thơ để đổi lấy túi thơm của Tân Nguyệt từ tay vũ nữ. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ôi chao, thơ hay. Bài tính gia tứ này đúng là thần khí cần thiết khi xuyên không mà. Không biết nhiều năm sau Lý Bạch ra đời có cảm thấy đau đầu hay không? Đám người không để ý chơi tới giờ cấm đi lại ban đêm. Vương công tử sợ gặp phải trai già nhà mình, nếu như bị tóm được chắc chắn sẽ bị mắng một trận cho xem. Vì để tránh né quan binh tuần tra mà đám người chia nhau ra chạy, Vân Diệp lột quần áo thái tử quẹt lên mặt hắn ta thứ gì đó. Ngươi làm cái gì thế? Chẳng phải ngươi sợ bị phát hiện ra sao, làm như vậy sẽ không ai nhìn ra được. Hai người vẽ mặt cho nhau như cái bánh nướng, trời tối như vậy đến mẹ ruột cũng chưa chắc đã nhận ra. Thái tử nhẹ nhàng nhảy qua tường, làm Vân Diệp hoảng sợ trợn tròn mắt. Nhưng mà hắn không biết khinh công chỉ có thể vất vả trèo qua bức tường dưới sự giúp đỡ của thái tử. Không ngờ hai người lại nhảy vào sân sau của nhà người khác, còn bắt gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đường đường là thái tử cũng nhìn đến ngây người. Tuy rằng rất xinh đẹp nhưng chúng ta đang chạy trốn đấy, đi thôi. Ôi, đừng kéo ta, ai ở đằng kia? Thái tử bị bắt lại còn không quên kéo đồng đội đang nấp trong bụi cỏ ra. Vân Diệp mới vừa đứng dậy đã ngã xuống đất sấp mặt trong tư thế chó gặm phân. Cô nương nhìn thấy cách ăn mặc của hai người nói không phải người xấu ai mà tin được chứ. Vân Diệp bất chợt thông minh nói dối rằng bọn họ là kẻ lang thang đang đói bụng, xin cô nương thương xót cho miếng cơm. Cô nương này cũng dễ lừa thật, dẫn hai người vào trong phòng cho ở lại trong nhà. Vân Diệp điên cuồng chê trách hành vi bàn đứng đồng đội của thái tử, ngươi đúng là thấy sắc quên bạn mà. Ngươi nói gì vậy chứ, ta đá lông nheo với người kia bao giờ? Lúc nãy ngươi nhìn muốn lòi hai con mắt ra luôn, thế không phải là đá lông nheo thì là cái gì? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy thấy ta như vậy? Cả hai con mắt của ta nhìn thấy ngươi như vậy đấy. Ngươi đừng nói lung tung. Nhưng mà thái tử gia vừa nhìn thấy cô nương đã cười toe toét, chỉ thấy mỗi hàm răng trắng tinh. Cô nương ngạc nhiên nhìn hai người sau khi rửa mặt sạch sẽ trở nên trắng trẻo, trông cũng đẹp trai lắm đấy chứ. Xem như không uổng công cho bọn họ ở lại rồi. Vân Diệp nếm thử đồ ăn quả nhiên không có vị mặn, vì thế hắn lấy muối tinh trong túi giấy ra rải lên một ít. Vân Diệp thấy cô nương tò mò bèn lấy ra một túi tặng cho nàng ta, nhưng cô nương kia lại tái mặt. Đùa à, thứ quý giá như vậy chỉ có người trong hoàng cung mới được ăn thôi. Chắc chắn hai kẻ lang thang các ngươi trộm ở đâu đó đúng không? Vì thế lập tức muốn đuổi bọn họ đi. Cảm ơn bữa cơm của cô nương, tại hạ không có gì để trả ơn, khiến cô nương gặp nhiều phiền phức rồi. Xin cô nương hãy nhận lấy số ngân lượng này. Cô nương nhặt túi tiền dưới đất lên, lập tức biết hai người mới vừa từ thanh lâu đi ra. Thì ra nàng ta chính là Lư Tân Nguyệt, người thêu chiếc túi thơm kia. Thái tử đã bị cầu hồn, lần đầu tiên gặp được nữ thần trong mộng, cho đến khi bị đuổi ra khỏi cửa. Thái tử mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn ta nói rằng mình và nữ thần thật có duyên mà. Với cái não yêu đương của ngươi ấy à, nhanh chân đi đào rau dại để tỉnh táo lại đi. Hôm sau ở trên đại điện, Trình Giảo Kim điên cuồng khoe khoang trình độ học vấn của mình. Đám người kia ấy à, bị ta chém giết xác chết phơi la liệt khắp nơi. Bọn chúng chạy trối chết, quăng cả mũ giáp tơi bời hoa lá, xét đánh ầm ầm, kêu la oai oái. Trình Giảo Kim miêu tả vô tri như vậy làm đám quan văn vô cùng khinh thường, nhưng Lý Thế Dân lại rất vui vẻ, còn chủ động kêu ông ta kể tiếp. Vì dù sao chọc tên ngốc này cũng thú vị hơn lâm chiều mỗi sáng nhiều. Trình Giảo Kim lại rất chu đáo muốn nghe kể chuyện à, hôm nào hai anh em chúng ta tâm sự riêng đi, còn bây giờ đang bàn chuyện quan trọng. Vì thế Vân Diệp chờ đợi đã lâu được gọi lên điện. Hắn nhìn thấy trên triều có nhiều văn võ bá quan như vậy, người này 500.000 tệ, người kia 1 triệu tệ. Trong mắt hắn đây đâu phải là người nữa mà toàn là cây dung tiền, nhất là người ngồi ở chính giữa kia chắc chắn từ 2 triệu trở lên. Quỳ xuống, nói người đấy. Thảo dân Vân Diệp bái kiến bệ hạ. Lúc trước Trình Giảo Kim đã khoác lác khen Vân Diệp lên trời xuống đất, không gì không làm được. Tuy nhiên Ngụy Trủy không phục, khiêu khích Vân Diệp bằng lời lẽ sắc bén. Ngụy Trủy, còn sống sao? Nhất định phải tạo mối quan hệ tốt mới được. Thế là hắn vừa mở miệng ra câu nào cũng là nịnh bợ, làm Ngụy Trủy cây người không biết nói gì luôn. Vì thế dân hỏi Vân Diệp nói ra kỹ thuật truyền máu, văn võ cả triều chưa ai từng nghe nói về chuyện này. Nhóm máu và truyền máu là cái gì? Chắc chắn tên tiểu tử này đang dở trò. Lúc này thái tử đột nhiên đứng ra làm chứng, có thể có được nhân vật như Vân Diệp là may mắn cho đại đường của chúng ta. Lý Thế Dân giống như đứa trẻ tò mò lại hỏi, là ai có nhóm máu giống với thái tử của chúng ta? Nhóm máu có liên quan chặt chẽ với huyết thống, trong số cha mẹ, huynh đệ và những người thân trong gia đình chắc chắn sẽ có người có nhóm máu giống nhau. Đúng vậy, người truyền máu cho ta chính là con gái thất lạc nhiều năm của phụ hoàng. Cuối cùng cũng đã đến trọng tâm rồi, Lý An Lan đã chờ ở bên ngoài lâu đến mức chân tê dần. Giờ nàng mới được gọi vào trong điện. Nàng lấy ra tín vật của mẫu thân để lại, Lý Thế Dân xem xong rất vui mừng, muốn nhận lại nữ nhi. Nhưng Ngụy Trinh đột ngột ra mặt ngăn cản, nếu đứa bé này đến nhận cha thì dòng máu hoàng gia có chính thống không, bắt buộc phải nhỏ máu nhận thân. Ôi mọi người ơi, lại đến tiết mục trích máu nhận thân cực kỳ kích thích rồi. Lý Thế Dân nhỏ một giọt tương cà vào bát,
nhưng không tan vào với máu của Lý An Lan, thái y kết luận nữ nhi này là giả. Lý An Lan thầm nghĩ thấy không đúng, mẹ nàng cũng đâu lừa nàng. Lý Thế Dân không phải là cha ruột của nàng sao, liệu có gì nhầm lẫn không? Ta còn tưởng trích máu nhận thân là công nghệ ghê gớm thế nào chứ, hóa ra trình độ của thái y cũng chỉ tới thế. Rõ ràng đám người cổ đại này rất tin tưởng vào kết quả trích máu nhận thân kiểu này. Cuối cùng chỉ có một vị tướng dũng cảm đứng ra ủng hộ lời nói của Vân Diệp. Các quan văn võ tướng lập tức chia thành hai phe, tranh luận sôi nổi về đề tài liệu trích máu nhận thân có đáng tin hay không. Tần tướng quân tức giận đến mức phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự. Vân Diệp nhân cơ hội cầm lấy bát nước, không thể lãng phí chỗ máu có sẵn được, sau đó hắn cắn vào ngón tay một người và nhỏ máu vào bát. Người đang làm cái gì vậy? Người làm gì vậy? Thì ra người đó là con ruột của Tần tướng quân. Nhưng máu hai người không tan vào nhau, các văn quan đều chết lặng. Thế này không phải là một cái tát vào mặt họ sao? Đây là phương pháp nhận thân có từ bao đời nay, vậy mà lại bảo với họ là nó không đáng tin sao? Vậy đứa con trong nhà có thật là con ruột của họ không? Bỗng dưng trong lòng họ lại thấy nghi ngờ, Vân Diệp rút máu ra, biểu diễn kỹ thuật truyền máu ngay tại chỗ, cứu được mạng Tần tướng quân, đồng thời cũng chứng thực lời nói của mình. Nhóm máu của con người về cơ bản được chia thành 4 loại, nhóm A, B, AB và O. Người nói cái gì cơ? Cái gì mà A, A, O, O? Suýt nữa thì quên, người cổ đại không hiểu tiếng Anh, thế thì thay bằng giáp ất bình đinh đi. Bây giờ mọi người đã hiểu ra, Lý Thế Dân tức giận muốn lôi thái y ra ngoài xử trảm. Sau khi sự việc kết thúc, Vân Diệp trở lại nhà họ Vân sống cùng người bà mình mới nhận lại vài ngày trước, lại còn có thêm một đống thân thích. Vân Diệp xuyên không đến thời nhà Đường, hắn truyền thụ kỹ thuật làm muối, nhiều lần truyền máu cứu người. Lý Thế Dân rất vui nên đã tặng cho hắn cả một huyện thành, ban thưởng 2 thạch gạo, 2 thạch kê, 10 thất vải, 1 thất ngựa và cả 5 cái bánh trà. Vân Diệp nghe vậy thì không vui, đang cho tiền ăn xin sao, không cho hắn được cái gì có giá trị hết, không phải đại đường giàu có lắm à. Nhưng thời cổ đại động một tí là mất đầu như chơi, cho nên hắn đành ngại ngần cảm tạ ơn vua cho đủ lễ. Giỏi lắm, còn trẻ thế này mà đã là tước gia rồi, có cái gì mà được. Là huyện Nam mà cho có tí vải, tí ngựa thế kia thì bán được bao nhiêu tiền, đó là bổng lộc cả năm của ta đấy. Hả, đại đường nghèo vậy sao? Sau buổi lễ khen thưởng lại đến lễ thăng chức, nữ nhi thất lạc đã lâu của Lý Thế Dân cuối cùng cũng trở về. Thế thì phải có đủ nghi lễ chứ, tất nhiên phải có lễ sắc phong cho công chúa. Vân Diệp nhìn qua thấy cách ăn mặc của Lý An Lan hôm nay giống hệt như bức tượng hắn đã nhìn thấy trước khi xuyên qua. Thì ra lăng mộ công chúa hắn đến lúc đó là của Lý An Lan. Mình xuyên tới đây từ lăng mộ của nàng ấy. Nếu nàng ấy được làm công chúa thì mình có cơ hội quay về rồi. Nào ngờ Lý An Lan không tiếp chỉ cũng không tạ ơn hoàng thượng. Nàng nhất quyết muốn Lý Thế Dân cho mẹ mình một thân phận, nếu không sẽ không làm công chúa. Danh phận bình thường không đủ, phải truy phong cho bà làm hoàng hậu. Trong triều đại này chưa từng có tiền lệ nào như vậy, tất cả quan lại trong triều lập tức bùng nổ. Trường tôn hoàng hậu vẫn còn tại thế, sao có thể phong người khác làm hoàng hậu được? Thấy Lý An Lan vẫn giữ vững ý kiến, các đại thần Khâm Thiên Giám đã bước ra. Đêm qua lão thần ngắm tinh tượng, thấy một tài tinh sắp giáng thế. Khâm Thiên Giám và đám thầy bói làm việc có tổ chức, nói gì ai cũng tin, đánh cái gióng còn khen là thơm. Thế là cả tập thể cùng khuyên nhủ không cho hoàng đế nhận nữ nhi. Lý Thế Dân vừa nháy mắt ra hiệu, Trình Giảo Kim đã lập tức hiểu ý, ông ta trở thành mũi nhọn tấn công thay hoàng đế, lên tiếng chỉ trích các quan đại thần trên triều. Vậy không để cha con nhận nhau thì không phải là việc trái luân thường đạo lý sao? Kẻ nào cũng là người đọc sách, đọc đến mức chui lại hết vào bụng mẹ rồi. Trình Giảo Kim đang ở trên triều đường sao ngày dám nói những lời dơ bẩn như vậy? Trình Giảo Kim chỉ liếc trắng mắt coi thường. Lý Thần cũng làm ra vẻ nói, ôi lão Trình à, mắng người cũng được nhưng đừng chửi bậy. Trình Giảo Kim giả bộ không phục nói, tuy thần nói chuyện không dễ nghe nhưng chỉ nói ra sự thật. Tuy thế lời nói của Khâm Thiên Giám vẫn có tác dụng hơn bất kỳ ai, vì dưới thời phong kiến ai cũng tin tưởng vào mấy chuyện này. Vân Diệp sống trong thời đại khoa học thực sự không thể nghe nổi nữa, mấy ngài có cần thiết mê tín đến vậy không? Chỉ là một ngôi sao nhỏ cũng bảo nó là tai tinh, phải biết là thiên tượng đã cảnh cáo, đó là cái đầu ông ấy, đây gọi là thiên văn học nhá. Với cái trình độ của mấy người bây giờ cũng chỉ dự đoán được thời tiết là cùng. Đừng nói linh tinh nhá, người ta làm thầy bói khó khăn lắm mới kiếm được chuyện để nói, vậy mà hắn lại đi phá nát cái nghề kiếm cơm của người ta rồi. Mọi người đều quên mất công chúa chuyển hết mũi nhọn công kích về phía Vân Diệp. Cả tập thể cáo trạng, muốn hắn phải bị trừng phạt. Cũng tại vì tên này quá kiêu ngạo, đám người cãi nhau đến Lý Thế Dân muốn đau cả đầu. Để giải quyết cho nhanh, ông quyết định phạt Vân Diệp, trừ đi một nửa số vật phẩm ban thưởng vừa rồi, kéo ra ngoài đánh thêm 30 gậy, còn cố ý gọi Lý Thái đi theo giám sát. Đại ca, làm vậy không ổn lắm. Để nghĩ thử xem tại sao phụ hoàng lại bảo đệ đi giám sát, hắn là công thần đó. Mấy gậy này đánh xuống còn nhẹ hơn cù mà Vân Diệp vẫn giả vờ la hét như sói tru. Lý An Lan nghe thấy tiếng hắn còn tưởng hắn bị đánh thật. Nào ngờ khi nàng ta đi ra xem thử lại thấy Vân Diệp nháy mắt ra hiệu. Nháy mắt làm cái gì, đừng diễn nữa, đánh vào mông người chứ có phải vào mặt đâu. Cho đến khi Lý An Lan lên tiếng họ mới phát hiện ra còn có một người sống lù lù đang đứng đằng sau. Thế là hai người vội rời đi ngay, không làm kỳ đà cản mũi hai người họ. Lý An Lan rất cảm kích sự giúp đỡ của hắn, nhưng nàng cần làm việc lớn, không muốn liên lụy tới Vân Diệp nên muốn cắt đứt quan hệ với hắn.
Vân Diệp về nhà đột nhiên có một vị đại thần tới nói muốn gặp hắn. Hắn vội bò xuống giả vờ như bị đánh rất nặng. Vân Huyện Nam à, chúc mừng ngài. Tiểu tử bất kính, xin thất lễ với ngài. Từ lúc Vân Diệp lập công, đủ các loại quan to quý nhân đều tìm tới hắn. Đến cả Triệu Quốc Công cũng tới thăm, ông ta vừa tới là chào hỏi xã giao vài câu rồi khen hắn hết lời. Người này đến đây chắc chắn có mục đích, vừa rồi đã thổi phồng mình tới mức này, đúng là con cáo già, thủ đoạn rất thâm. Quả nhiên ngay sau đó Triệu Quốc Công đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, thì ra lần này ông ta đến là để giới thiệu đối tượng cho hắn. Nghe nói người đó là chất nữ của ông ta đã quan sát khắp nơi mà không có ai lọt vào mắt, chỉ có Vân Diệp là xứng làm cháu rể của ông ta. Ngay sau đó sai người dâng lên bức tranh đã chuẩn bị trước. Mở bức tranh ra nhìn thử mới thấy đây mới chỉ là một đứa trẻ. Triệu Quốc Công lại lấy ra một tờ giấy đỏ ghi sinh thần bát tự của cháu gái. Ôi mẹ ơi, dựa theo ngày sinh thì mới chỉ có 14 tuổi, người cổ đại cưới gả sớm thật, tuyệt đối không được. Ấu dâm trẻ em thế này ở thời hiện đại thì cứ xác định ít nhất là 3 năm bóc lịch nhá. Thế là Vân Diệp vội tìm cớ. Không được rồi, ta còn phải phấn đấu vì sự nghiệp, bây giờ cưới vợ về thì sớm quá, đợi khi nào ta công thành danh toại thì lại tính tiếp cũng chưa muộn. Triệu Quốc Công còn suy nghĩ hay là hắn coi thường cháu gái mình, vẻ mặt lập tức xấu đi. Nếu Vân công tử một lòng muốn kiến công lập nghiệp, không có tâm tư cưới vợ thì cũng được. Vậy cứ làm theo khẩu dụ của thánh thượng đi. Trước tiên ngài cứ tới biên cảnh rèn luyện trước rồi nói tiếp nhé. Cái gì? Xem ra chuyện này là ý của thánh thượng rồi. Vân Diệp thà để bị bổ nhiệm đi xa còn hơn phải cưới một đứa nhóc, khiến Triệu Quốc Công tức giận bỏ đi. Lúc này thái tử đang học toán nhưng không chăm chú nghe giảng mà chỉ mải ngắm ngọc bội nữ thần tặng cho mình. Kết quả bị thái phó giáo huấn cho một bài tư tưởng. Nhưng học toán khó quá, thái tử không muốn nghe nên giả vờ đau bụng lẻn ra ngoài. Không ngờ lại gặp được Vân Diệp đang bày sạp bán xiên thịt dê nướng ở ngoài cửa cung của mình. Thái tử vừa đến, đám thái giám cung nữ đều bỏ chạy hết, còn hắn thì ăn uống ngon lành, kết quả lại bị thái phó bắt được. Không phải ngày đau bụng sao, sao ăn uống tốt thế? Thế là ông đưa cả hai người họ về cùng học với nhau. Lúc trước ta có nghe thái tử nói ngày ấy có một người thầy cực kỳ tài giỏi, hôm nay được gặp quả nhiên là một người phi phàm. Nhưng dù là thái tử thì lúc học cũng phải có giờ nghỉ giải lao chứ. Thái phó gõ lên bàn. Chỉ cần học được bài này thì thái tử có thể nghỉ ngơi. Vân Diệp lên xem thử, hóa ra là trò Sudoku hắn chơi lúc nhỏ, có thể làm khó được hắn sao. Vậy là Vân Diệp lập tức lên lớp giảng giải ngược lại cho thái phó. Cửu cung toán học là bí tịch toán học của quốc tử giám chúng ta, sao ngài lại biết? Vân Diệp là người xuyên không tới nhà đường, bài toán làm thái tử bối rối chỉ có độ khó bằng bài toán của học sinh tiểu học. Vân Diệp còn có thể nói ra vài phương án giải quyết, khiến thái phó có học lực cao nhất nghe mà ngơ ngẩn. Thái phó không tin hắn thật sự thông minh nên lấy ra một đề toán khó cấp thế kỷ để hỏi hắn. Cam đoan dù hắn có nghĩ bẻ đầu thì cũng không thể giải được. Trong lồng có thỏ và chim chỉ, tổng cộng là 35 cái đầu, 94 cái chân, hoặc mỗi loài có bao nhiêu con. Chẳng phải đây là đề toán Olympic về thỏ và gà lúc mình còn nhỏ sao? Vân Diệp lập tức đưa ra câu trả lời mà không cần suy nghĩ. Thái phó hoảng hốt, bắt đầu thấy nghi ngờ nhân sinh. Thấy ông bối rối, Vân Diệp quyết định bổ túc cho ông già một chút. Hắn cầm bút lên chuẩn bị viết phương trình, chim chỉ là x, thỏ sẽ là 35 trừ x. Thái phó giơ ngón tay ra đếm, trông thật là bần. Vân Diệp chỉ dùng những nét vẽ đơn giản của trẻ con và một đống biểu tượng vô nghĩa sao có thể giải được một bài toán cấp độ cao như vậy. Đề toán ông dành cả cuộc đời để nghiên cứu mà tên nhóc này có thể giải quyết không tốn tí sức nào. Thái phó sốt ruột kéo Vân Diệp sang một bên. Người giỏi quá, ngươi đề ra cái phương trình gì mà khiến thái phó gặp khó khăn rồi, đầu cũng to ra luôn. Bài toán cho trẻ con thôi mà. Lần này Vân Diệp tới là có việc muốn nhờ thái tử, bởi vì hắn không muốn cưới đối tượng do hoàng đế giới thiệu, cho nên suýt nữa đã bị đẩy ra biên cương. Mà thái tử cũng có việc muốn nhờ Vân Diệp, đó là đối phó với nhà đại nho của Sơn Đông đến đây bắt lỗi. Nếu giải quyết được vấn đề này khiến Lý Thế Dân vui thì Vân Diệp sẽ không phải đến biên cương nữa. Ok, ok. Vậy là hai người đến trước mặt hoàng đế, Lý Thế Dân biết tin Vân Diệp thực sự làm khó được thái phó khiến ông ấy đến giờ vẫn còn đang ngồi nghiên cứu vấn đề thỏ và gà. Lý Thế Dân vô cùng ngạc nhiên, tên tiểu tử nhà ngươi cái gì cũng tinh thông nhỉ, tinh luyện muối, y thuật, toán số, lĩnh vực hiểu biết thật quá rộng. Vân Diệp nói có thể nắm chắc thắng lợi khiến Lý Thế Dân cũng dao động theo. Ông đồng ý với hắn, nếu hắn giải quyết được nhà nho ở Sơn Đông thì sẽ được miễn tội. Người được gọi là nhà nho Sơn Đông có tên là Lưu Thọ, là ông của Lưu Tân Nguyệt. Vị thái y lúc trước bị Vân Diệp chọc phá tới mức suýt chút nữa bị chặt đầu cũng là đồng hương của Lưu Thọ nên ông đã ghim mối thù này. Lần này ông tới đây vì chuyện của vị thái y nọ còn gây chuyện với cả hoàng thượng, nói thế nào cũng không chịu tiến cung diện thánh. Vì vậy hoàng đế mới phái thái tử tới để dỗ dành ông già bướng bỉnh này. Lúc này Vân Diệp và thái tử đang đợi trong lưu phủ thì gặp một người hầu ở đây. Hai người các ngươi không phải là đám lưu dân lần trước sao? Không phải lưu dân, chúng ta là lưu manh. Ờ, cũng không phải là lưu manh. Cô nương, ngươi nghe chúng ta giải thích đã. Lúc này hai người họ mới nhận ra cô nương này chính là người ở bên cạnh Lưu Tân Nguyệt khi họ đột nhập vào khuê phòng nàng ta lúc đó. Người trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào cũng đi ra xem thử. Thái phó nghe nói đường đường là thái tử mà lại cô nương nhà người ta nói là lưu manh nên tức giận râu rực đứng cả lên.
Vừa mới gặp mặt đã mất hết thể diện trước mặt lão Lưu rồi, vậy thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ hoàng đế ra cho đây? Vân Diệp ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Thọ thì bỗng hưng phấn lạ thường. Hắn xông tới vỗ vai lão Lưu liên tục gọi người ta là giáo sư Vương, sau đó kéo ông ấy sang một bên. Ôi trời, giáo sư Vương à, thầy nghịch ngợm quá đi, thầy thích ứng nhanh thế. Quần áo của thầy còn tốt hơn của em nữa, bộ râu này dính cũng chặt đấy. Hỗn xược. Hóa ra Lưu Thọ trông giống hệt thầy của Vân Diệp nên hắn tưởng ông ấy cũng xuyên không giống mình. Thấy Lưu Thọ không nhận ra mình, hắn bèn vén tóc mái lên. Những hành vi khó hiểu của hắn khiến Lưu Thọ tức giận. Ông hỏi hắn rút cuộc muốn làm gì? Tất nhiên là về Bắc Kinh. Bắc Kinh là ở đâu? Vương Hoàng Vệ, thầy đừng diễn nữa. Có diễn nữa cũng không giật được giải Oscar đâu. Ngươi còn nói linh tinh nữa, lão phu sẽ gọi người tới. Lưu Thọ tưởng lần này mình đụng phải một tên ngốc nên đẩy hắn ra, tức giận đùng đùng. Vân Diệp mất cả nửa ngày để chấp nhận việc lão Lư không phải là người xuyên không giống mình. Vì hành vi thô lỗ của hắn nên Lưu Thọ tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhưng phải giữ phong độ trước mặt mọi người nên ông đành cắn răng tha lỗi cho hắn. Thái tử vừa nhắc tới chuyện vào cung, ông lại bắt đầu làm khó hắn ta. Ôi mẹ kiếp, ông già này ác thật, mở miệng là lôi sự biến huyền vũ môn ra nói, cắm thẳng một đao không cho người ta có lối thoát. Nếu ông đã không phải là giáo sư Vương thì cũng đừng trách ta bắt nạt ông. Thái tử và thái phó đều bị câu hỏi của Lưu Thọ chặn cứng miệng, vội quay sang nhìn Vân Diệp cầu cứu. Lối nói văn ngôn Vân Diệp được học từ thời phổ thông cuối cùng cũng có đất dụng võ. Trong tam cương ngũ thường, cha con có tình thân, quân thần có đạo nghĩa, phu thê có khác biệt. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, dạy mà không nghiêm là tội của người làm thầy. Nghe thấy là tam tự kinh đến Lưu Thọ rất bất ngờ. Không ngờ tên nhóc không đứng đắn này cũng có thể đọc được. Vân Diệp đọc được rành rọt rõ ràng như vậy khiến ông phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nếu sư phó của ngươi có học vấn uyên thâm như vậy thì có câu nào nhắc ta phải luôn ghi nhớ cả đời. Việc mình không muốn làm thì đừng bắt người khác làm. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lưu Thọ vội hỏi sư phó của Vân Diệp ở đâu. Hắn lập tức dành tặng phần công lao này cho trưởng tôn hoàng hậu. Nghe nói hoàng hậu có được học thức như vậy khiến Lưu Thọ đổi ý ngay, quyết định sẽ vào cung điện thánh để luận bàn văn học với hoàng hậu. Nhờ vậy Vân Diệp đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Lý Thế Dân giao cho. Khi hai người trở lại cung điện, hoàng đế và hoàng hậu càng tán thưởng hơn. Vân Huyện Nam quả là tài hoa hơn người, bổn cung rất sẵn lòng làm sư phó của ngươi, nhưng vốn dĩ ngươi có thể trở thành cháu rể của bổn cung, vì sao một cuộc hôn phối tốt đẹp như vậy mà lại không thành? Thế này thì Vân Diệp biết trả lời làm sao? Hắn cũng đâu thể nói chất nữ của ngài chỉ mới 14 tuổi, ở thời đại của chúng ta là trái pháp luật. Thế là hắn đành kiếm cớ nói mình đã có ý chung nhân rồi. Sự thực đã chứng minh hoàng hậu cũng rất thích hóng chuyện, vừa nghe vậy đã hỏi hắn ý chung nhân là cô nương nhà nào, đến cả Lý Thế Dân cũng hóng cùng. Mình định nói là Tiểu Nhiễm, nhưng chắc chắn họ không tin việc mình là người xuyên không tới đây. Đến lúc đó lại bảo mình nói láo, đòi chặt đầu mình. Lúc này thái tử đột nhiên lên tiếng nói Vân Diệp thích Lý An Lan. Dù sao cũng nói tới mức đó rồi, mà Lý An Lan và Tiểu Nhiễm cũng là một người. Vậy thì hắn cứ lấy làm lá chắn thôi. Nhìn biểu cảm khác lạ trên mặt hoàng đế và hoàng hậu, Vân Diệp vội nói thêm là chỉ có mình yêu đơn phương thôi. Hắn không dám có ý nghĩ vô lễ với công chúa cao quý. Cuối cùng hắn không bị đưa đến biên cương mà được đưa tới doanh trại của Trình Giảo Kim để huấn luyện một thời gian. Vài ngày trước, tướng quân Lý Tịnh đến tìm Vân Diệp, nói phu nhân nhà mình mắc bệnh lạ, đã điên dại suốt 10 năm nay. Bao nhiêu danh y được mời tới đều không thể chữa khỏi. Vân Diệp lập tức nhận nhiệm vụ. Ngày hôm sau, nhà họ Lý lại gặp cảnh náo loạn. Hồng Phất Nữ lại phát bệnh rồi, giờ bà đang ngồi trên mái nhà la lối om sòm, không cho để ai đến gần. Tôn Tư Mạc đứng từ xa quan sát, người có tinh thần tốt thế này có cái cổ họng la to như vậy thì chứng tỏ sức khỏe rất tốt, chắc hẳn tôn phu nhân có tâm bệnh. Trùng hợp thay lúc này Vân Diệp cũng đã tới nơi, Lý Tịnh biết hắn đầu óc thông minh lanh lợi nên nhờ hắn nghĩ cách lừa Hồng Phất Nữ xuống dưới trước rồi sau đó mới chẩn bệnh được. Vân Diệp chợt lùi lại vài bước và hét toáng lên, bà có muốn biết chuyện của Cầu Nhiệm Khách không? Cầu Nhiệm Khách là Nghĩa Huynh đã mất tích nhiều năm của Hồng Phất Nữ. Nghe thấy tên của Nghĩa Huynh, bà lập tức trở nên kích động. Tôn Tư Mạc tranh thủ cắm cho bà một châm, khiến bà yên tĩnh trở lại. Sau khi chẩn bệnh đến thần y cũng phán là khó chữa. Trên người có chỗ nào không khỏe thì người ta có thể bốc thuốc cho uống là được, nhưng tâm bệnh thì đâu dễ chữa. Vân Diệp nghe vậy lại lên tiếng nói với vẻ rất kiêu căng. Bệnh nan y mà ông không chữa được, với ta chỉ chuyện nhỏ thôi. Ngươi giỏi thì ngươi chữa đi. Ngươi chữa được rồi, ta tặng luôn danh xưng thần y Dược Vương cho ngươi. Từ nay ta ẩn cư trong núi không hành y nữa. Hắn rút kim châm ra, Hồng Phất Nữ lập tức tỉnh lại. Bà túm cổ áo Vân Diệp tiếp tục gặng hỏi về chuyện của Nghĩa Huynh bà. Trông bà như mắc bệnh hoang tưởng bị hại vậy, cảm thấy xung quanh ai cũng muốn hại mình. Mỗi lần mẫu thân người phát bệnh đều nhìn thấy sói và rắn à? Đúng. Vân Diệp lừa gạt Hồng Phất Nữ, sau lưng bà có sói xám đấy, sắp ăn thịt bà rồi. Bị hắn dọa như vậy, Hồng Phất Nữ chạy ra khỏi phòng. Thị vệ bao vây bà, sợ bà lên cơn điên dại làm hại người khác. Bà nhìn kìa, bây giờ có thêm 6 con sói, cẩn thận bên kia kìa, có con rắn. Ở đâu? Trên cây cũng có. Hắn ném thanh kiếm qua, cổ vũ Hồng Phất Nữ chém hết sói và rắn trong ảo tưởng. Các binh sĩ rất phối hợp giả chết. Vân Diệp lại bê một chậu nước chu sa tới, hất xuống đất làm máu đạo cụ. Chữa được thật à, sao cứ thấy tình tiết này ảo ma thế nhỉ? Hồng Phất Nữ thở phào một hơi ngất xỉu ra đất, chẳng mấy chốc đã co giật toàn thân.
Tôn Tư Mạc vội vàng cắm mấy châm cho bà, lúc này bà mới ngủ yên ổn. Tuy tình tiết kỳ lạ rất ảo ma, tóm lại nhờ có hào quang nam chính thêm sự giúp đỡ to lớn từ thần y Tôn Tư Mạc, Vân Diệp lại hoàn thành nhiệm vụ lần nữa. Tôn Tư Mạc ta nhất ngôn cửu đỉnh, sau này không xưng là thần y Dược Vương nữa, cũng không hành y nữa. Ngài được mọi người gọi là Dược Vương mà, Tôn Tư Mạc, Tôn Thần Y, thôi thôi. Lúc này Vân Diệp mới biết ông lão này là Dược Vương lưu danh muôn đời. Nếu vì hắn mà thoái ẩn, thế chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ sao? Vân Diệp vội vàng xin lỗi Tôn Tư Mạc. Xin lỗi, bà nãy ta nói lớn tiếng quá. Hai người nịnh bợ nhau xong, Vân Diệp lại tia được thuốc của thần y, mà dày xin ông vài vị thuốc. Ngươi lấy nhiều hồi quế như vậy rốt cuộc dùng để làm gì vậy? Ngài yên tâm, không phải để đun thuốc đâu, ăn không chết người được. Chẳng mấy chốc Vân Diệp đã bưng một nồi thịt kho tàu tới, mùi thơm nước mũi khiến người ta phải chảy nước miếng. Thái tử vươn tay bốc một miếng không quan tâm bỏng thế nào mà nhét ngay vào miệng, thật sự quá ngon. Tôi thấy thuốc ông cho Vân Diệp bị hắn mang đi hầm thịt hết, đúng là phí của trời mà. Vân Diệp lại nói một cách khoa mỹ là chữa trị bằng thức ăn, sau đó gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào miệng nhai, nước thịt bắn lên cả mặt thần y. Thần y cũng thèm muốn chết, tuy tiếc thuốc nhưng thịt kho tàu này quá hấp dẫn, thế là bèn ngậm nước mắt ăn một miếng thật to, phải bật thốt lên là quá ngon, thuốc này cũng xứng đáng đấy. Lúc này trong phòng cách một bức tường, Lý Thừa Càn đang cùng Lưu Tân Nguyệt chăm sóc đứa bé mồ côi bị bệnh. Thuốc độc y này quá đắng, thằng bé uống xong lại nôn ra, phun hết lên người hắn ta. Lý Thừa Càn cũng không chê, hành động này khiến mắt Lưu Tân Nguyệt sáng rỡ. Uầy, nam nhân này ấm áp quá, đẹp trai thật chứ. Hai người thâm tình nhìn nhau, thằng bé nằm giữa nhìn. Ta bị bệnh mà còn phải ăn cơm chó nữa, hai người bất lịch sự vậy. Ở trong hoàng cung đang tổ chức cuộc thi đấu ngỗng, bé vàng dẫn trước bé xanh và bé đỏ, chạy đến vạch đích đầu tiên, hạng nhất, Thái Thượng Hoàng, ta là ngỗng vương. Ai ngờ được rằng ông già hài hước này lại là Thái Thượng Hoàng Lý Uyên chứ. Chúc mừng Thái Thượng Hoàng, mừng cho Thái Thượng Hoàng, thắng liên tiếp 30 lần, lại giành được ngỗng vương. Đúng là xà lơ, cho trò chơi với Thái Thượng Hoàng thì ai dám thắng vậy. Bé vàng giành được hạng nhất thực sự quá sung sướng, chạy lung tung khắp sân, mười mấy thái giám cung nữ cũng không bắt được. Để bắt được ngỗng, Thái Thượng Hoàng ngã sấp mặt ngay trước mắt mọi người. Lúc này một người dễ dàng túm được cổ con ngỗng, hóa ra là Hồng Phất Nữ đã khỏi bệnh, bà còn là con gái nuôi của Lý Uyên. Lần này bà đến đây để dẫn Lý An Lan đến nhận ra ra. Vừa thấy cháu gái thất lạc nhiều năm, Thái Thượng Hoàng lập tức nghiêm túc lại. Hồng Phất Nữ và mẫu thân của Lý An Lan là tỉ muội thân thiết với nhau, thực sự rất bất mãn tên phụ bạc Lý Thế Dân này, lần này đến để kẻ tội với Thái Thượng Hoàng. Vốn dĩ Thái Thượng Hoàng có quan hệ không quá tốt với con trai vì chuyện tranh hoàng vị năm đó. Lúc này biết đại cháu gái chịu uất ức, càng thêm bất mãn với Lý Thế Dân. Ông sắc phong Lý An Lan là trưởng công chúa ngay trước trên triều. Thái Thượng Hoàng, An Dương công chúa không phải hoàng hậu sinh, phong làm trưởng công chúa e là không phù hợp ạ. Trẫm ở đây dạy dỗ nhi tử, ngươi xen miệng cái gì? Tuy Thái Thượng Hoàng đã lui về không tiện hỏi han quốc sự, nhưng việc sắc phong công chúa cũng coi như việc nhà người ta. Đích thân ông lên tiếng, Lý Thế Dân cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Quan hệ gia đình càng thêm căng thẳng. Để làm dịu bầu không khí, Vân Diệp lại nghĩ ra một ý tưởng mới. Muốn biết diễn biến sẽ thế nào, hãy cùng xem tiếp nhé. Chàng trai xuyên không tới triều đường tụ tập chơi mặt trược với Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng Hoàng hậu. Ai ngờ đường đường Thái Thượng Hoàng đánh bài thua còn ăn vạ. Vài ngày trước được hoàng hậu nhờ vả bảo Vân Diệp tìm cách dỗ Thái Thượng Hoàng vui vẻ, làm dịu quan hệ cha con giữa ông và Lý Thế Dân. Chuyện này khiến Vân Diệp khó xử, giúp chuyện khác còn đỡ, sao hắn dám tham dự vào chuyện hoàng tộc được, lỡ đây lại rơi đầu thì toi. Lúc này bốn muội muội chạy tới khoe lệnh bài mới khắc xong với hắn. Vân Diệp nhìn đông tây nam bắc này lập tức có ý tưởng, hắn tìm ngay mấy thợ mộc đặt làm một bộ mặt trược thủ công bằng gỗ, vào Tết Trung Thu tặng cho Thái Thượng Hoàng làm quà. Đây là thứ gì? Đây là mặt trược, đồ chơi à? Vâng. Chơi thế nào? Bốn người cùng chơi. Thái Thượng Hoàng sốt ruột muốn chơi mặt trược, bèn gọi Hoàng thượng Hoàng hậu tới cho đủ số người. Mấy người mới chơi sao thắng nổi Vân Diệp. Hắn nhanh chóng kiếm được bộn tiền, động tí là tự bốc, đúng là nhận tiền tới mềm cả tay. Vừa định lấy tiền của Thái Thượng Hoàng, Hoàng hậu vội vàng đá hắn một cái. Hoàng thượng cũng liên tục ra hiệu, ý bảo hắn nhường Thái Thượng Hoàng đi. Thần không muốn lấy vàng nữa, thần muốn xin một thứ khác của người. Thế người muốn gì? Thần muốn cái bô kia. Mọi người quay đầu lại nhìn, thứ Vân Diệp muốn lấy lại là bô tiểu đêm của Thái Thượng Hoàng. Tuy gu này mặn quá, nhưng bộ tiểu đêm của hoàng đế nếu có thể giữ tới hiện đại. Đợi khi hắn xuyên không về rồi chẳng phải kiếm được bộ tiền à. Thái Thượng Hoàng thấy hắn thích, cũng chỉ đánh xấu hổ tặng bộ tiểu đêm của mình cho Vân Diệp. Một nhà già trẻ hoàng đế triều đường lại tụ tập chơi mặt trược với nhau. Vân Diệp giả vờ giả vịt, vỗ tay khen kỹ thuật chơi bài của Thái Thượng Hoàng quá đỉnh, thì nhau đưa vàng vào tay ông. Vì thế dân nịnh hót liên tục nịnh cho Thái Thượng Hoàng sướng rơn, hiếm khi Thái Thượng Hoàng khen con trai trước mặt các cháu trai. Bộ mặt trược đã thành công, làm dịu quan hệ ba đời của hoàng thất. Thái Thượng Hoàng vui vẻ bèn bảo Vân Diệp làm thêm mấy bộ mặt trược. Vậy phí dụ này, còn phí dụ gì nữa? Ngươi có thể tạo ra mặt trược cho Hoàng gia gia, đó là phúc khí của ngươi, còn không tạ ơn à? Không phải ngươi thích sưu tầm bố tiểu đêm mà, cùng lắm thì bảo Hoàng gia gia cho ngươi mấy cái, vẫn không được thì cho ngươi cả của ta nữa. Chậm cũng có, đủ rồi chứ.
chỉ bằng một bộ mặt trược quan hệ cha con của Lý Thế Dân và Lý Uyên hài hòa hơn rất nhiều. Không biết đã bao nhiêu năm hai người không bình tĩnh đi dạo với nhau thế này nữa. Lần này không thể thiếu công lao của Vân Diệp, được Lý Thế Dân tán thưởng một trận, tiểu tử không dám. Có gì mà không dám, ngươi còn thắng được cả bô đi tiểu của trẫm còn nói không dám. Ban đêm mơ nhiều, Vân Diệp cũng mơ thấy bản thân ôm bô tiểu đêm của Thái Thượng Hoàng, kiếm được vàng không đếm xuể. Bà nội gọi hắn rời giường, vạch chăn lên, vậy mà còn ôm một hộp gỗ trong lòng. Đây là bảo bối gì vậy? Ngủ mà còn phải ôm, mở ra xem, thế mà đầy một hộp vàng. Nghe nói hắn đánh bài với Hoàng thượng nên thắng được. Bà nội tát một cái bà tai. Tiền của Thánh thượng, Hoàng hậu mà con cũng dám thắng à? Con không cần mạng nữa hả? Trả hết tiền này lại đi, mau đưa nãi nãi. Bà nội bê tiền muốn chạy, Vân Diệp vội vàng đuổi theo. Đây toàn là hắn thắng được bằng bản lĩnh đấy. Trong lúc hai người tranh đoạt, vàng rơi tung tóe. Trùng hợp thế nào lúc này có người từ trong cung tới, một đám người vội vàng nhặt vàng lên. Sợ người trong cung nhìn thấy sẽ bàn tán sau lưng, không biết công công đại giá quang lâm, không biết có việc gì vậy. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn nhớ tới lão phu nhân cho nên phái lão nô tới thăm. Và nhà xem thấy nội thất hiện đại kiểu mới, sàn gỗ sáng loáng thế này, công công tưởng mình xuyên không ấy chứ. Lần này ông ta tới để truyền lời thay hoàng hậu. Đầu tiên là khen Vân Diệp, rồi dặn dò hắn đừng nhận tiền bất chính. Vân Diệp cũng không phải đồ ngốc, đám người cổ đại các ngươi xấu xa lắm, vàng đến tay còn nghĩ cách vòng vo để đòi lại. Để giữ cái đầu này, hắn vội vàng hùa theo nói muốn trả tiền. Vô Thiệt đứng dậy nhìn một lượt lại thích nội thất nhà người ta rồi đấy. Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ thích, vậy dùng số tiền kia làm một bộ nội thất cho hoàng thất thì thế nào? Thế thì tốt quá. Tốt quá, tốt quá, cuối cùng cũng giữ được lại số tiền này, nhưng trước mắt đã bị bà nội tịch thu. Làm đồ nội thất mất bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, còn lại nãi nãi giữ thay con, miếng này nhỏ nhất, đủ cho con làm mặt trược cho Thái Thượng Hoàng rồi chứ. Nãi nãi, cái này làm được quân nhất sách thôi, thế thì con làm quân nhất sách đi. Thấy trong hoàng cung sắp tổ chức một cuộc thi cưỡi ngựa đánh bóng mỗi năm một lần, một trận bão táp mới lại sắp đến. Muốn biết diễn biến sẽ thế nào hãy cùng xem tiếp nhé. Anh chàng xuyên tới triều đường, mở một buổi đấu giá trong hoàng cung, món đấu giá đầu tiên là nước hoa. Mò đồ nhỏ vài giọt lên cổ tay, mùi thơm lập tức quẩn quanh trong mũi mọi người, thứ kỳ lạ này được các phu nhân của tam công quý tộc yêu thích. Thêm những lời tâng bốc của Vân Diệp, nói trên đời chỉ có một lọ. Các phu nhân lập tức tranh nhau với giá cao, khiến các lão gia ngồi cạnh dựng tóc gáy. Cuối cùng nước hoa về tay phu nhân của hộ bộ thượng thư với giá 3.600 đồng. Phu nhân lấy được nước hoa thì vui mừng lắm, nhưng hình bộ thượng thư trả tiền lại đau lòng sắp khóc đến nơi. Đến Lý Thế Dân cũng ở bên cạnh trách móc, đám quan viên này suốt ngày kêu nghèo, lúc bách tính cần cứu tế thì không móc được tiền ra, toàn là hoàng đế ông đây tự móc túi tiền. Mua nước hoa cho phu nhân như vậy thì lại nhiều tiền lắm, hóa ra tên hề chính là ông à. Cách này của Vân Diệp rất hay, chỉ chốc lát đã bóc được rất nhiều người giàu ngầm thích than nghèo như vậy. Vật đấu giá thứ hai là quốc bảo cấp quốc gia Mã Đà Phi Yến, món đồ phỏng lại của thời Đường. Tuy là món đồ phỏng lại bằng thủy tinh nhưng đem từ triều Đường đến hiện đại thì cũng rất có giá. Trước đây Vân Diệp đã nghe ngóng thị trường, người triều Đường khá thích vật phẩm bằng thủy tinh, quả nhiên lập tức có người ra giá 1.000 quan. Người đột quyết đến du lịch cũng không ngừng tăng giá để tranh bảo vật này, cho dù là Uất Trì cùng Hào Phóng cũng không dám nâng giá nữa. Thế bảo vật sắp bị người đột quyết cướp mất, Vân Diệp sốt ruột. Không được, đây là quốc bảo đấy, không thể nào rơi vào tay ngoại bang được. Uất Trì cung 4.000 quan, 4.000 quan lần 1, 4.000 quan lần 2, thành giao. Uất Trì cung ngây người, lại còn ép mua ép bán luôn vậy. Vân Diệp Hào Phóng đưa bảo vật cho ông ta, tiếp đó lại bưng một bảo vật lên, một cặp đồ trang trí bằng thủy tinh, vậy mà bán được cái giá trên trời ở thời Đường. Thiền lang là đồ đằng của đột quyết, mấy thân vương đột quyết nhìn thấy chân bảo hiếm có như vậy thì đứng ngồi không yên. A Sử Na Ta nguyện ra cái giá gấp 3 lần, ta đưa gấp 4 lần, hai bộ bọn ta cùng nhau ra giá 5 lần. Để tranh món đồ trang trí bằng thủy tinh này, các thân vương đột quyết bình thường xưng huynh gọi đệ lập tức tranh chấp với nhau. Vân Diệp lại chẳng quan tâm, đột nhiên đánh vỡ một con trong đó. Người dám sỉ nhục đồ đằng thiên lang thân của ta giết người. Các người dám qua đây thì ta đập nốt cái này luôn. Vân Diệp biết người đột quyết tôn thờ thiên lang, mở miệng đòi giá gấp 8 lần. Dù sao có cao hơn nữa, bọn họ cũng chịu mua thôi. Nếu đã có người chấp nhận thua thiệt, sao không nhân cơ hội kiếm chút tiền cho đại đường chứ? Chúc mừng ca thư nỗ của chúng ta đã mua được thiên lang thủy tinh độc nhất vô nhị này với giá gấp 8 lần. Buổi đấu giá kết thúc, Vân Diệp lại cầm một lọ nước hoa tặng cho hoàng hậu. Nói gì mà thế gian chỉ có một lọ, đều chỉ để lừa gạt mấy tên ngu ngốc nhiều tiền thôi. Chỉ qua một đêm nhờ bán những bảo vật này, hắn đã bổ sung thêm rất nhiều tiền cho quốc khố. Điều duy nhất khiến hoàng hậu bất mãn là thiên lang thủy tinh quý giá như thế, sao lại bán cho người đột quyết được? Ai ngờ ngay sau đó Vân Diệp đã bê một hàng thiên lang thủy tinh lên. Chẳng phải là đồ trưng bày thủy tinh thôi sao? Ngài muốn bao nhiêu ta đưa bấy nhiêu. Ngay cả hoàng thượng, hoàng hậu quen nhìn thấy vàng bạc châu báu cũng ngây người. Màu của cái này không tệ, màu này càng đẹp hơn. Uầy, cái này còn đẹp hơn cái hôm qua. Cái này để lại cho ngài nhé. Lý Thế Dân mừng húm, coi như thằng nhóc người biết điều, còn biết để lại một cái cho trẫm.
Mưu kế này của Vân Diệp khiến bốn thân vương đột quyết nhìn Đại Đường như hổ rình mồi, nổi loạn vì một món đồ thủy tinh, chẳng còn rảnh để mà vênh váo nữa. Chuyện hắn làm không chỉ mỗi thế, Vân Diệp tới hậu hoa viên của Thái Thượng Hoàng đào một đống khoai tây trồng trong vườn lên. Cục đất này ăn được thật à? Vâng, trưng lên là ăn được thôi, cũng xào để ăn được, nghiền thành bột nấu cháo để ăn. Tóm lại vừa dễ trồng vừa no, dinh dưỡng không thua lúa mì và gạo đâu. Sau khi Xuyên Không phát hiện bách tính thường xuyên gặp nạn đói, Vân Diệp bắt đầu trồng khoai tây. Trồng đơn giản sản lượng cũng cao, đúng lúc có thể giải quyết được nạn đói gần đây của Sơn Đông. Vận chuyển những thứ này tới Sơn Đông trước, ra lệnh cho bách tính trồng, triều đình chỉ cần phát lương thực chống đói 20 ngày là giải quyết được nạn đói ngay. Vân Diệp dốc sức cho Lý Thế Dân như vậy cũng chẳng cần gì nhiều, hắn chỉ muốn lấy con gái ông thôi. Ngoài ra vài ngày trước, bốn thân vương đột quyết vào cung diện thánh, cần mang theo đặc sản địa phương để thể hiện lòng trung thành với Đại Đường. Nhưng cũng có giá của nó, muốn cưới công chúa nhà người ta. Trùng hợp chưa? Còn là Lý An Lan mà Lý Thế Dân thương yêu nhất. Tuy ông thấy không nỡ nhưng binh lực của đột quyết mạnh mẽ, nếu đánh thật thì người dân không được yên ổn. Lý An Lan cũng chấp nhận hy sinh bản thân để bách tính được thái bình. Ông cũng chỉ đành đồng ý gả cho thân vương A Sử Na của đột quyết. Để tranh được vợ, Vân Diệp tốn rất nhiều công sức, còn trồng cả khoai tây giải quyết nạn đói để lập công. Vừa tổ chức buổi đấu giá để dẹp yên mầm họa đột quyết, cuối cùng khiến Lý Thế Dân chấp nhận gả Lý An Lan cho hắn. Vân Diệp rất tôn trọng ý kiến của Lý An Lan, chỉ xin một tờ hôn ước không tên. Đợi đến lúc hắn cầu hôn để nàng tự tay viết tên mình lên đó. Quay đầu hắn tới phủ công chúa, Lý An Lan thấy Vân Diệp mãi không cầu hôn nên đang giận dỗi. Vân Diệp vừa nhìn đã đoán ngay được suy nghĩ của nàng. Thấy Vân Diệp vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở, Lý An Lan giận cá chém thớt định đập vỡ chậu cây thì Vân Diệp lập tức cản lại. Ấy, ta sai rồi, nàng đừng ném nó vô tội mà, nàng muốn đánh thì đánh ta đi. Thừa dịp Lý An Lan chưa ra tay, Vân Diệp lấy vật định tình ra, thế mà lại là cây châm mang theo lúc Xuyên Không. Người lấy dị vật của bạn gái cũ cầu hôn bạn gái hiện tại, người đang nghĩ cái quái gì vậy? Chúng ta nghe xem người trong cuộc giải thích thế nào. Tuy cây châm này từng thuộc về Tiểu Nhiễm nhưng hai người không giống nhau, ta cũng không lừa nàng nói ta đã quên nàng ấy. Nhưng ta hy vọng nàng biết tình yêu của chúng ta giống như viên kim cương này, quý giá và rắn chắc, chịu được khảo nghiệm của thời gian. Không ngờ lời tỏ tình quê một cục này lại khiến Lý An Lan cảm động. Người ta đường đường là công chúa đường triều, người mua chiếc mới cầu hôn không được à. Sau khi cầu hôn thành công, Vân Diệp đi tìm thái tử uống rượu ăn mừng. Sau này đây chính là em vợ tương lai rồi, sao có thể không tạo quan hệ tốt được. Biết chuyện tốt của hai người sắp tới, thái tử vô cùng hâm mộ, bây giờ nữ thần Lư Tân Nguyệt vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì tới hắn ta. Vân Diệp lập tức dạy cho thái tử vài chiêu, nói đảm bảo có thể giúp hắn ta giành lại được trái tim của đối phương. Người nên tặng Lư Tân Nguyệt một vật có thể khiến nàng ta nhớ đến ngươi. Vân Diệp đúng là hiến kế bừa bãi, lẽ nào bảo thái tử cũng giống ngươi, lấy di vật của người trước tặng cho người sau làm tính vật định tình. Chỉ có cái ý tưởng ngu ngốc này mà còn muốn lôi kéo em vợ. Ngươi đừng có đứng về phía tỷ tỷ ngươi, chúng ta là đàn ông, ngươi nên đứng cùng đội với ta, hiểu không? Nhắc Tào Tháo tới, hai người đang thương lượng làm thế nào giúp thái tử theo đuổi nữ thần. Lư Tân Nguyệt đã tự tìm tới cửa, vô cùng lo lắng bảo hắn ta đi cứu Gia Gia. Hóa ra để giải quyết nạn thiếu lương thực của Sơn Đông, đại nho Sơn Đông Lý Thọ xin trợ giúp từ hoàng thượng nhiều lần. Nhưng đám người này lại tổ chức buổi đấu giá, mua bảo vật mấy ngàn mấy vạn nhưng lại nói không có tiền dẹp nạn cho bách tính. Lúc này ông vẫn chưa biết Vân Diệp đã trồng được khoai tây. Chỉ cảm thấy Lý Thế Dân hồ đồ vô năng, lập tức cùng bách tính viết huyết thư tiến cung làm ầm ĩ trước mặt Lý Thế Dân. Với tính bướng bỉnh của mình, ông không làm mất đầu mới lạ. Quả nhiên Lưu Thọ nổi giận ngay trước mặt bao người, còn mang Lý Thế Dân ngu ngốc, không được tích sự gì. Đúng lúc này trên trời có tiếng sét lại khiến Lưu Thọ được đà nói mát. Ông trời có mắt, bệ hạ không thèm để ý tới sự sống chết của bách tính, trời nổi giận giáng sấm sét, mong bệ hạ tỉnh táo lại. Lý Thế Dân cũng rất oan ức, bên ngoài có đột quyết quấy rối, bên trong thì thần dân làm loạn. Nó khiến hoàng đế như ông trong ngoài đều rối như tơ vò. Nếu không nghiêm trị Lưu Thọ, ông không ngồi yên được trên long ỷ. Lưu lão đầu cũng rất cuột cường, đi ra ngoài đại điện hét to đòi ông trời đánh chết mình, dùng cái chết để chứng minh ý chí. Chứng minh Lý Thế Dân là một hôn quân, cả đám đại thần cũng chẳng thể khuyên nổi ông. Lư Tân Nguyệt chạy tới thấy Gia Gia như vậy sốt ruột vô cùng. Thái tử vội bảo Vân Diệp nghĩ cách, thế này ai mà dám can, hoàng thượng tức giận, hái đầu ông xuống thì phải làm sao? Ông trời ơi, mau giáng xét đánh ta đi. Bệ hạ, Lưu lão tuổi tác đã cao không thể ép được. Bệ hạ khai ân, Lưu lão dùng thân mạo hiểm cũng vì đại đường. Nếu ấy xảy ra chuyện gì chúng ta sao có thể ăn nói với người trong thiên hạ được. Quân thân đều cầu xin giúp Lưu Thọ, Lý Thế Dân cũng chẳng làm thế nào được. Nhưng lão đầu này đúng là không để mặt hoàng đế. Hoàng đế bảo thị vệ lôi Lưu Thọ về. Nhưng vừa tới gần trường thương trong tay thị vệ đã bị sét đánh trúng, thấy Lưu Thọ cũng sắp bị sét đánh, Vân Diệp vội vàng xông lên. Lý Thế Dân nhìn thấy hắn chẳng khác nào nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng. Vân Diệp cầm một ngọn cờ lên buộc cố định hai cán cờ lại với nhau, tiếp đó hắn giơ cột cờ bằng sắt lên cắm ở bên cạnh thành một cột thu lôi. Ông trời ơi, cứu đại đường đi. Lưu lão gia, chúng ta cược một ván, ông thấy thế nào? Người không nhìn thấy lão phu đang diễn bộ phim nhiệt huyết à, ai rảnh mà cá cược với ngươi? Nhưng Vân Diệp khăng khăng đòi cược với ông.
cuộc xem thiên lôi có đánh vào lá cờ viết tên đại đường không, nếu đánh trúng thì lão Lư phải ngoan ngoãn nhận thua. Hôm nay ta sẽ cược với ngươi, nhưng ta tin rằng ông trời sẽ đứng về phía ta. Nhờ những gì ông vừa nói đấy. Lão già ngoan cố trong xem thế nào gọi là khoa học hiện đại. Mấy lần suýt nữa hai người bị sét đánh trúng, mọi người thấy cảnh này cũng toát mồ hôi dùm, Lư lão đầu cũng cười như phát cuồng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cán cờ thật sự bị đánh trúng. Vừa rồi Lưu Thọ còn hô ông trời có mắt, lập tức lật mặt mắng ông trời bị mù. Vì thế dân nể Lưu Thọ tuổi tác đã cao, vốn muốn bảo ông về nhà tự kiểm điểm, nhưng Lưu Thọ vẫn không tha mắng hoàng đế là hôn quân. Thế này không nghiêm trị mặt mò của hoàng đế biết để đâu. Ông lập tức lệnh điều tra toàn bộ môn khách của Lưu Thọ, còn liên lụy cửu tộc. Lưu Tân Nguyệt vội vàng chạy tới xin tha, kết quả bị lôi luôn vào đại lao với gia gia. Thái tử thấy nữ thần bị liên lụy, vội quỳ xuống đất, vừa gọi tiếng cha đã bị hoàng đế tắt mic. Vì Vân Diệp giúp ông lấy lại mặt mũi nên lại được khen, không hổ là con rể tốt của trẫm, nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh. Bệ hạ, ngài có thể để tiểu nhân về nhà tắm nước nóng được không, sau đó sẽ tới lĩnh thưởng. Ban cho Nam Thiếu Vân huyện tắm nước nóng. Vân Diệp ngâm mình trong bồn đầy cánh hoa được ngự ban, bên cạnh còn có rất nhiều cung nữ xinh đẹp hầu hạ. Tắm thơm tho, hắn lập tức đi gặp Lý An Lan, lúc này mới biết bản thân tốt bụng nhưng lại làm hỏng chuyện, khiến Lưu gia bị liên lụy cửu tộc. Trên tiệc tối, Lý Thế Dân hỏi hắn muốn được thưởng gì, Vân Diệp quỳ xuống xin tha cho Lưu Thọ, hy vọng Lưu gia và thế lực ở Sơn Đông được tha tội chết. Nhưng Lý Thế Dân đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất, chỉ tha cho những người khác, người Lưu gia vẫn xử tử. Nữ thần bị liên lụy mà chết, thái tử nổi giận tìm Vân Diệp đánh một trận, đánh xong lại cầu xin hắn giúp đỡ. Hắn ta nói đã nghĩ ra cách nhưng cần Vân Diệp hy sinh một chút. Ngươi thay ta cưới Tân Nguyệt đi. Cái gì? Ngươi đùa cái gì thế? Ta nghe nhầm à? Ta không nói đùa, chẳng phải phụ hoàng ban cho ngươi một tờ hôn ước ư? Thế này sao được? Tân Nguyệt là nữ nhân của ngươi, hơn nữa tờ hôn ước đó ta đã đồng ý cho An Lan rồi. Giữa huynh đệ và tình yêu, rút cuộc Vân Diệp sẽ chọn như thế nào? Chúng ta cùng xem tiếp nhé. Để giải quyết nạn đói, Vân Diệp dạy Bách Tính trồng khoai tây như thế nào. Nhưng mưa mấy ngày làm khoai tây úng thối, cũng may hắn đã chuẩn bị trước, còn làm một bảo bối khác. Mở một thùng ra xem, bên trong đựng đầy mì ăn liền. Lần đầu tiên Trần Sở Mặc nhìn thấy mì ăn liền hiện đại, cảm thấy nó không giống lương thực, kết quả vừa ăn một miếng giòn tan. Ăn sống chỉ là một trong những cách ăn mà thôi, còn một cách nữa là hám ăn. Vân Diệp lấy hai cái túi vải ra, bên trong đựng đồ ăn kèm mà hắn làm, cho rau sấy và mì vào trong bát, cho thêm mấy miếng thịt bò rồi đổ nước sôi vào, đóng nắp lại đợi mấy phút đồng hồ, bánh mì giòn rụm đã thành một bát mì. Đây là mì ăn liền à, ăn thử đi. Cái thứ cứng đơ này biến thành sợi mì chỉ trong nháy mắt, điều này khiến một người cổ đại như Trình Sở Mặc ngây ngẩn cả người. Mười mấy thùng mì ăn liền lập tức được đóng gói đưa tới khu gặp nạn, mà trên dưới Vân phủ đều dán chữ hỉ đỏ. Trình Sở Mặc còn cho rằng Vân Diệp và công chúa sắp thành chính quả, nhưng công chúa sắp kết hôn, sao trong cung lại không có động tĩnh gì? Vân Diệp nói người mà hắn lấy là người thương của huynh đệ tốt. Lưu Thọ gây náo loạn trước mặt hoàng thượng, bị phán liên lụy cửu tộc. Lúc này Lưu lão đầu mới ý thức được lỗi sai của mình, vì sự lỗ mãng của ông nên cả nhà phải chôn cùng. Lưu Thọ vô cùng tự trách, chỉ đành cầu xin Vân Diệp cứu cháu gái mình là Lưu Tân Nguyệt. Thái tử cầu xin hoàng thượng nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Cách duy nhất chính là để Vân Diệp cưới Lưu Tân Nguyệt mới có thể cứu được tính mạng của nàng ta. Hắn bị ép chỉ đành đồng ý. Vân Diệp tới trước mặt Lý Thế Dân lấy ra tờ hôn ước, thật thà nói ra chuyện đổi tân nương. Lý Thế Dân nghe xong nổi trận lôi đình. Để cứu cháu gái của một tội thần mà không coi mặt mũi của nữ nhi ông, đương đương là công chúa của một nước ra gì. Được, chậm đồng ý với ngươi. Nếu ngươi lấy Lưu Tân Nguyệt thì không thể lấy người khác được nữa. Giữa huynh đệ và tình yêu, Vân Diệp vẫn chọn huynh đệ, từ bỏ Lý An Lan để lấy Lưu Tân Nguyệt làm thê tử. Lý An Lan vẫn vô cùng vui mừng, đợi hắn tới cưới mình. Kết quả thứ đợi được lại là tin Vân Diệp lấy người khác. Tờ hôn ước đó của chàng là dành cho Tân Nguyệt cô nương. Nếu ta không làm như vậy, không chỉ Tân Nguyệt mất mạng, có lẽ Thừa Càn cũng không thể chịu được. Chàng không cần nói nữa, Tân Nguyệt cô nương cũng là một cô gái tốt, chàng hãy đối xử tốt với cô ấy. Mấy ngày sau, người của Lưu gia bị xử quyết, hôn lễ của Vân Diệp và Lưu Tân Nguyệt cũng hoàn thành một cách vội vã. Thái tử tự tay gả người mình yêu cho huynh đệ tốt, đau lòng gần chết. Nửa đêm hắn ta chạy ra ngoài uống rượu giải sầu, không ngờ say bất tỉnh nhân sự. Hầu tướng quân phải đưa thái tử về, cho gì đó vào trong ấm trà, lại còn gọi nữ nhi của mình tiến vào. Thái tử điện hạ khó chịu trong người, còn chăm sóc ngài ấy cho tốt. Thế này không tốt cho lắm, vì để có được nhiều quyền lực hơn, hầu tướng quân lại tự tay đưa con gái lên giường của thái tử. Thái tử đã uống say nên khi mở mắt ra, hắn ta đã nhận nhầm thành người mình yêu, Lưu Tân Nguyệt. Nữ nhi của tướng quân miệng thì từ chối nhưng lại rất vui vẻ, rồi cố ý tiến tới. Sáng hôm sau, thái tử cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi nhìn rõ người nằm bên cạnh, hắn ta vội vã mặc quần áo vào, chuẩn bị bỏ chạy. Thái tử vừa đi thì hầu tiểu muội đã đến báo cáo chuyện tối qua với cha. Con làm thế có đúng không? Đúng. Chuyện vì hầu gia thì tất nhiên là đúng rồi, con cứ chuẩn bị làm thái tử phi đi. Thái tử biết mình làm sai nên tự mình tới tạ lỗi với hầu tướng quân, nhưng tướng quân này lại rất xấu xa. Mặc dù là bản thân tự tay mang con gái tới mà giờ lại tỏ ra vẻ ấm ức, lại còn nói muốn gặp hoàng thượng để lý luận. Thái độ của ông khiến thái tử ngơ cả người.
Tại hạ tuyệt đối không dám bất kính với đại nhân, nhưng hôn sự của tại hạ đều là do phụ hoàng làm chủ, chỉ sợ là hầu gia sẽ phải chịu thiệt thòi. Thái tử điện hạ là chê hầu gia ta kém cỏi không xứng sao? Hầu tướng quân mở miệng là muốn hoàng thượng làm chủ cho ông, điều này dọa thái tử sợ hãi phải vội vã kéo ông lại. Ta thề rằng sẽ xin phụ hoàng cho cưới tiểu muội và đưa ra lời giải thích thích đáng với hầu gia. Thế là thái tử đã trúng vào bẫy của tướng quân. Nghe thái tử nói vậy, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt. Lão phu chỉ là quá thương nữ nhi nên mới sốt sắng, mong thái tử điện hạ hãy lượng thứ. Không, không đâu, đây đều là lỗi của ta. Thái tử thật sự là quá ngây thơ, hầu tướng quân khen hắn ta là người biết sai mà sửa, lại còn bảo chỉ cần hắn ta đối xử với nữ nhi của ông ta thật tốt thì sẽ tha thứ cho thái tử. Còn Vân Diệp vì phải cưới Lưu Tân Nguyệt nên đã bị Lý An Lan đề nghị chia tay. Thế hành tung gần đây của Lý An Lan có vẻ kỳ lạ, thường xuyên lui tới một tiệm đồ gỗ nên Vân Diệp tò mò đi điều tra. Thì ra tiệm đồ gỗ này có những thứ rất hiếm có. Hắn cầm một cây búa lên chơi thì bất ngờ phát hiện ở dưới bàn có vài thứ không nên có ở trong tiệm đồ gỗ này. Vì không biết đó là gì nên Vân Diệp đưa thứ đó cho người hiểu biết sâu rộng, Tôn Tư Mạc để kiểm tra xem. Phát hiện đó đều là Diêm Tiêu và Lưu Huỳnh, nhưng mấy thứ đó cũng không phải là dược liệu để làm thuốc gì. Tôn Tư Mạc lấy nó làm thí nghiệm thì lập tức xảy ra một vụ nổ nhỏ. May mà ông phản ứng nhanh nên chỉ bị bẩn tay áo, nhưng Vân Diệp lại không may mắn như thế. Ông cười cái gì chứ? Không phải ông nói là không có nguy hiểm sao? Ta cũng đâu ngờ là thứ nhỏ bé này lại có uy lực mạnh đến thế chứ. Biết được Lý An Lan lại sắp đi gây chuyện nên Vân Diệp lập tức cáo từ bà nội lên đường đi giúp cô. Bà nội lấy một tấm gương hộ thân ra đưa cho Vân Diệp, nó là thứ này có thể bảo vệ cho hắn được an toàn. Lúc này trong cung đang tiến hành đại lễ xuất trình, Lý Thế Dân phái đại quân đi trấn áp đột quyết. Vân Diệp giả là một tên lính vội vã đi tới. Quả nhiên hắn đã phát hiện ở khắp nơi trong cung đều có bom mìn giấu sẵn. Hắn muốn đi đến báo tin nhưng lại bị thị vệ ngăn lại. Thấy Lý Thế Dân chuẩn bị châm lửa, lúc này cái gương bà nội đưa hắn lại có tác dụng. Hắn lợi dụng ánh sáng phản xạ để gây sự chú ý tới Vô Thiệt công công. Hắn nhắc nhở ông ta cái đỉnh đó có vấn đề, không thể châm lửa. Vô Thiệt cũng rất nhanh hiểu được ý của hắn. Trước khi Lý Thế Dân châm lửa, ông ta đã kịp thời ngăn cản lại. Sau khi điển lễ kết thúc, Vân Diệp cuối cùng cũng được thả cho vào. Hắn bới đống rơm bên trên ra, kết quả nhiên là tìm thấy mìn ở bên dưới đỉnh. Rõ ràng là có người muốn hãm hại Lý Thế Dân và chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lý An Lan. Đột nhiên có một người bắn một mũi tên trúng vào người thị vệ bên cạnh hoàng thượng. Lý An Lan xông tới, nói muốn đích thân bảo vệ cha mình và bảo Vô Thiệt đem người đi đuổi theo thích khách. Vân Diệp cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Quả nhiên khi vừa vào đại điện, Lý An Lan đã giải quyết hết đám thị vệ, rồi nàng dương kiếm đâm về hướng cha mình. Con điên rồi à? Đúng, con điên rồi. Con lại nhận kẻ thù giết mẫu thân của mình làm cha. Con đang nói lời sằng bậy gì thế? Trẫm giết Nhược Lan sao? Điên Nhược Lan vì Lý Thế Dân mà chết. Lý Thế Dân cũng đối với bà tình sâu nghĩa trọng, cũng không biết là ai đã giở trò lừa gạt để Lý An Lan đến giết chết cha ruột của mình. Nhưng Lý An Lan không nghe lời giải thích, nhất quyết muốn giết cha. Lý Thế Dân vì không nỡ làm nữ nhi bị thương nên chỉ phòng thủ không tấn công. Vì để bảo vệ Lý An Lan, ông còn vứt thanh kiếm trên tay đi, nhưng ông lại bị nữ nhi nhân lúc đó tấn công rồi bị thương. Tình cha như này trong mắt của Lý An Lan lại là một vở kịch. Lý An Lan nhất quyết muốn giết ông. Lý Thế Dân thấy vậy bất lực nhắm mắt lại đợi chết. Khi Vân Diệp đuổi kịp tới đó khuyên nàng đừng làm chuyện ngu ngốc nhưng lại bị nàng đẩy ngã lăn ra đất. Thái tử cũng đến can ngăn nàng nhưng nàng lại không nghe lời ai hết. Nàng còn cho rằng họ là những thứ ngáng con đường báo thù của mình. Lý An Lan đánh em trai bị thương nhất quyết muốn hoàn thành nhiệm vụ giết cha. Nhưng lúc này có một mũi tên từ ngoài bay vào. Vì để cứu Lý An Lan, Vân Diệp trực tiếp dùng cơ thể che chắn cho nàng, lại còn bị nàng cho một cái cùi chỏ hất văng ra ngoài. Vân Diệp bị thương nặng suýt mất mạng, đến giờ hắn vẫn bất tỉnh. Thái tử cùng vì cầu xin cho Lý An Lan nên đã bị Lý Thế Dân cầm túc, nhưng còn Lý An Lan lại vẫn bày dáng vẻ đau đớn vì chưa báo được thù. Cho dù Lý Thế Dân giải thích thế nào thì nàng cũng không nghe, không tin. Vì áp lực do dư luận bên ngoài quá lớn, Lý Thế Dân đành phải nhốt cô vào đại lao. Thái tử bị cấm túc nên Lý Thái nắm được quyền lực thì lập tức quá khích. Tuy là huynh đệ ruột thịt nhưng sự cám dỗ của Ngai Vàng thực sự quá lớn nên hắn ta đều sắp xếp người hành sự trong ngoài. Hầu tướng quân thấy tình hình này liền bắt đầu không ngớt lời nịnh bợ hắn. Ông còn thấy là Ngụy Vương này còn dễ nịnh bợ hơn cả thái tử nữa mà. Để điều tra chân tướng, Vân Diệp đã đi đến tiệm đồ gỗ lúc trước. Vừa đến thì hắn đã thấy có nhiều quan binh vây quanh cửa tiệm này. Khi dò hỏi mới biết trong tiệm này vừa xảy ra một vụ án mạng. Trong miệng của thi thể còn phát hiện một quả cầu. Xem ra quả cầu này là manh mối duy nhất cho đến hiện tại, Vân Diệp chỉ đành tiếp tục điều tra từ quả cầu này. Đây không phải chỉ là một quả cầu thôi sao? Các người nghe đi, ở trong quả cầu có thứ gì đó. Thiết kế kiểu này lẽ nào là khóa khổng minh trong truyền thuyết sao? Vân Diệp đến tìm tất cả những mộc sư giỏi nhất trong thành cũng không thể mở được. Nếu cố ý đập vỡ nó thì manh mối bên trong cũng bị phá hủy. Đột nhiên một mộc sư nhớ lại hồi nhỏ ông đã từng thấy kỹ thuật xếp gỗ tinh xảo này. Ta nhớ là hình như thứ này do một người của Mặc Gia làm ra. Người chắc chắn là do người của Mặc Gia làm đúng không? Đúng vậy, là người của Mặc Gia làm. Trừ Mặc Gia ra thì không còn ai có tay nghề này đâu.
Quân Diệp biết Lý Ân Lan là người của Mặc Gia nên đã đem theo quả cầu đến tìm nàng. Hắn yêu cầu Lý Ân Lan mở cơ quan của quả cầu ra để hắn tiếp tục tìm manh mối tiếp theo. Nhưng Lý Ân Lan lại nhất quyết phủ nhận việc mình là người Mặc Gia và cũng không nói việc ám sát Hoàng thượng có liên quan đến Mặc Gia. Sóng gió chưa qua thì đã lại đến. Nông phu trong lúc làm đồng đã nhặt được một con rùa có khắc chữ trên mai. Ông liền bảo cháu trai biết chữ tới xem. Nhưng đứa cháu trai chưa nhận biết được hết chữ nên đã vội vàng gọi trưởng thôn đến đọc. Làm chuyện bất hiếu là yêu tinh thất đức. Lão Lưu, ông lấy thứ này ở đâu thế? Ta đào được ở chỗ này đây. Khi tìm kỹ thì họ phát hiện có nhiều mai rùa như thế được chôn dưới đất. Trong lòng bách tính rất hoảng loạn. Lúc này còn xảy ra cả đại dịch châu chấu. Mai rùa được đưa tới tay của Lý Thế Dân. Ở trong thời đại phong kiến này, mọi người đều cho rằng là do hoàng đế Lý Thế Dân đã làm chuyện sai trái nên mới khiến ông trời nổi giận. Thấy hoàng tượng tức giận, cái quan trong triều lập tức thay đổi ý kiến. Họ cho rằng là do Lý Ân Lan muốn giết cha nên muốn dùng công chúa để hiến tế trời. Vì bảo vệ nữ nhi, Lý Thế Dân đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, muốn công bố thiên hạ hết tội lỗi của mình. Nếu đến lúc đó tai họa vẫn chưa hết thì mới trị tội công chúa. Vân Diệp nghe tin này liền vội vã yết kiến hoàng thượng, nói bản thân có cách giải quyết nạn châu chấu. Chàng trai xuyên không về thời cổ đại, đám châu chấu gây nên tai họa lại bị hắn cho vào nồi làm ra món ăn ngon. Bách tính không dám ăn, hắn bèn mời thái tử đích thân đến ăn thử. Mùi vị thế nào? Châu chấu này thực sự ăn được đấy. Ngoài giòn, trong mềm, thơm ngon dễ ăn, đúng là mỹ vị mà. Thấy đường đường là thái tử mà còn ăn châu chấu, bách tính liền xông tới tranh nhau ăn. Suýt thì biến nạn châu chấu thành động vật có nguy cơ tuyệt chủng luôn. Khoảng thời gian trước đây, nạn châu chấu khiến bách tính mất mùa, không có gì để thu hoạch, lại có các đại thần phong kiến mê tín nói đây là sự trừng phạt của ông trời. Lúc này lại có Khâm Thiên Giám, đại nhân thích bịa chuyện đứng ra nói những tai hại này đều là tại công chúa. Ông ta đã nói từ sớm là công chúa không may mắn mà mọi người lại nằng nặc đòi sắc phong nên đã chọc giận ông trời. Các đại thần đều lần lượt khuyên nhủ hoàng thượng giải quyết chuyện Lý An Lan ám sát thiên tử. Lý Thế Dân không muốn làm tổn thương nữ nhi nên đã tự nhận lỗi sai về mình. Vân Diệp biết chuyện này vì cứu người yêu thích gây chuyện nên đành chịu nhận nhiệm vụ khó khăn này. Tình cờ hắn nhìn thấy hai đứa trẻ đang đốt châu chấu lên để chút giận nên liền nảy ra sáng kiến. Hắn liền đem theo mấy người bạn đến một khu đất để bắt châu chấu. Mọi người cũng rất nghi hoặc, bắt cái thứ côn trùng bẩn thỉu này để làm gì? Các người không biết thì thôi, ở quê ta châu chấu là một món ăn ngon đặc sản đấy. Món ăn ngon á? Quân Diệp thấy họ không tin liền giải thích châu chấu có hàm lượng chất đạm cao, nướng nó lên thì ăn rất ngon, giòn rụm như gà chiên luôn. Ngày hôm sau, Quân Diệp dựng một cái sân khấu ở đầu đường, giới thiệu với bách tính về món châu chấu nướng thơm ngon nhiều chất đạm. Châu chấu này không hề là tai họa của ông trời mà là vật cát tường từ trên trời rơi xuống. Vật cát tường từ trên trời rơi xuống sao? Châu chấu này có hàm lượng dinh dưỡng cao, nó cũng là món ngon bổ dưỡng được lựa chọn hàng đầu. Châu chấu được cổ đại coi là tai họa lại bị hắn làm thành một món ăn. Bách tính đều nghĩ cái thứ này rất bẩn, ăn vào chắc chắn sẽ trúng độc. Vân Diệp bèn mời thần y Tôn Tư Mạc tới để truyền đạt kiến thức cho những người cổ đại kém thông minh này. Trong sách y cổ đã có ghi chép, lấy châu chấu làm thuốc có thể giải độc giảm sưng, bồi bổ cơ thể, lại không gây hại gì cho cơ thể. Nó là một dược liệu tốt, hiếm có nhiều. Vì để chứng minh cách nói này, thần y liền là người đầu tiên cầm châu chấu lên ăn. Nhưng bách tính lại cho rằng ông là thần y, cơ thể ông có thể tự chữa trị trăm loại bệnh độc, còn họ là người da thịt phàm thường nên đều không dám ăn nó. May mà Vân Diệp đã đoán được trước nên đã mời thái tử đích thân đi tới nơi đó. Nhìn dân chúng quỳ gối dưới đất, thái tử dường như đã tưởng tượng được tới lúc mình đăng cơ rồi, được văn võ bách quan quỳ xuống bái kiến. Thái tử còn đang tươi cười thì Vân Diệp lại bảo hắn ta đi đến ăn châu chấu nướng. Vân Diệp, đừng mà, ngươi chỉ nói là đứng ở trên đây thôi, đâu có dặn ta ăn châu chấu đâu. Ăn châu chấu là việc hy sinh lớn như vậy thì phải có cái giá khác chứ. Vân Diệp bê một đĩa châu chấu tới, bách tính đều khuyên thái tử đừng ăn. Thái tử lộ một vẻ mặt đau khổ, cố nhịn buồn nôn rồi cầm một con châu chấu nướng lên bỏ vào miệng. Nhai vài cái thì hắn ta phát hiện món này thì ra cũng ngon phết, không nhịn được mà cầm vài con nữa lên ăn. Châu chấu này thực sự ăn được đấy, ngoài giòn, trong mềm, thơm ngon dễ ăn, đúng là mỹ vị mà. Món ăn này thái tử thích ăn, hơn nữa đến cả bệ hạ cũng thích ăn, vậy mọi người có muốn lên ăn thử không? Đến cả thái tử và hoàng thượng đều ăn rồi thì bách tính cũng muốn được nếm thử món châu chấu nướng thơm ngon này. Mấy hôm sau, Lý Thế Dân cử hành lễ tế trời, lại còn đặt một cái tượng con châu chấu ở chính giữa. Lúc đầu vốn là cầu xin ông trời ngừng tai họa này lại, bây giờ lại cảm ơn ông trời đã ban thưởng cho một món ăn ngon như vậy. Giải quyết được vấn đề thiếu hụt lương thực của bách tính. Ông trời ơi, mà ban thêm ít châu chấu đi, có vẻ họ không đủ để ăn nữa rồi. Trên bàn ăn của các văn võ bá quan nhà Đường lại có thêm món châu chấu nướng. Nhìn đám đại thần này xem, lúc đầu ai cũng nói rất hùng hồn, giờ thì ai cũng tấm tắc khen ngon. Vân Huyện Nam, còn châu chấu không? Còn, yên tâm là đủ, cho thêm đi. Nào ngờ nạn châu chấu lần này vốn tưởng là bách tính sẽ thiếu hụt lương thực, bây giờ thì bữa nào cũng được ăn thịt. Đến cả châu chấu cũng tăng giá rồi, trở thành món ăn bán chạy nhất ở các tửu lầu trong thành Trường An.
Vân Diệp cũng lần nữa được thăng chức, tăng lương bổng, được làm hầu gia. Ai bảo hắn có một người bạn gái thích gây chuyện chứ, cứ vài ngày lại phải nghĩ cách cứu cô. Nhưng thứ hắn quan tâm nhất vẫn là Lý An Lan bao giờ mới được thả ra. Bạn gái thật còn chưa được thả ra mà bà nội đã lại giục bạn gái giả vào Vân Diệp bao giờ mới có đứa con. Cháu trai cưng à, Tân Nguyệt nhà người ta đã gả tới đây lâu như vậy rồi, cả ngày con cứ đi sớm về muộn bỏ mặc thê tử ở nhà thì còn ra thể thống gì chứ. Tuy Vân Diệp hiểu được ý của bà nội nhưng Lưu Tân Nguyệt là người phụ nữ của thái tử. Dù trên danh nghĩa nàng ta là thê tử của hắn nhưng hắn cũng đâu có cái gan để làm cái gì nên chỉ đành tìm một cái cớ để đánh trống lảng. Bà nội không biết chuyện giữa bọn họ, bà chỉ muốn mau được bế chát thôi. Hơn nữa ở cái tuổi của Vân Diệp trong thời cổ đại cũng đã được coi rằng kết hôn muộn, có con muộn rồi khó mà không bị giục. Thôi được rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, con cố sắp xếp hai ngày này làm luôn việc đó đi. Bà nội đang nói đùa sao, chuyện này đâu phải là muốn làm gì thì làm. Bà còn xin một phương thuốc đảm bảo uống rồi có thể sinh ra một đứa bé trai mập mạp, trắng trẻo nối rõ tông đường cho Vân gia. Vân Diệp đau cả đầu luôn, liền kiếm cớ bảo bà nội rời đi. Vốn nghĩ giải quyết được nạn châu chấu thì Lý An Lan có thể được phán vô tội rồi thả ra. Nhưng nào ngờ đêm hôm đó đại lý tự có xảy ra hỏa hoạn. Sau một đêm ra sức dập lửa, số thi thể được khiêng ra nhiều vô số kể. Vân Diệp tuyệt vọng ngồi ở ngoài cửa, vừa nhìn đã nhận ra một thi thể đang nắm chặt chiếc châm cài tóc mà hắn tặng cho Lý An Lan làm vật định tình. Cuối cùng nàng vẫn không đợi được hắn tới cứu bản thân, nhưng liệu nữ chính lại chết dễ dàng như vậy sao? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé! Tên trộm đào đường hầm để đi trộm đồ, khi hắn ta vừa ngoi đầu lên thì đã phát hiện một miếng ngọc bội. Vì lòng tham nên hắn lấy miếng ngọc bội đi, khởi động cơ quan. Một nắm đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, thì ra Vân Diệp đã biết hắn ta sẽ đến từ trước, lại còn đặc biệt chuẩn bị khổ hình cho hắn ta. Đôi tất chân nửa tháng chưa giặt, chỉ cần ngửi một cái thôi là phổi cũng có mùi chân thối luôn, trực tiếp khiến tên trộm bị ngợp đến tỉnh lại. Người thấy thế nào? Mùi tất chân của quản gia nhà ta có dễ ngửi không? Vân Diệp biết là có người sau lưng sai khiến hắn ta, tên trộm lại cứng miệng kiên quyết nói mình tình cờ mới vào nhà hắn trộm đồ. Sau đó Vân Diệp rút một con dao găm ra, lấy vải đen bịt mắt tên trộm lại, rạch nhẹ hai nhát dao lên tay của hắn ta rồi lấy cái bịt ống nước ra. Xì, nghe đi, tích tách, đây là tiếng gì thế? Đây là tiếng máu đang chảy ra của ngươi. Tiếng nước chảy kéo dài cả một đêm, cuối cùng tên trộm cũng không chịu nổi sự hành hạ này nữa, liền khai hết mọi chuyện. Tên trộm la lớn lên, bà nội cũng đi theo tiếng hét mà đến đó. Nghe rằng cháu trai gây ra án mạng, bà nội tức giận, cầm quyền trượng lên đánh đứa cháu lô mãng này. Giờ thì Vân Diệp mới cởi trói ra cho hắn ta. Tên trộm thấy bản thân không hề chảy một giọt máu nào, liền sốc lại tinh thần rồi chạy trốn ra ngoài. Vân Diệp đi theo manh mối tên trộm cung cấp đi đến một ngôi miếu bỏ hoang. Nhìn lớp sơn trên tường chắc là vừa tháng trước vừa mới sơn lên. Vừa đi vào thì hắn đã phát hiện đôi mắt thông tuệ của Đức Phật có vẻ sai sai. Khi hắn chạm vào đôi mắt đó thì cánh cửa mật thất mở ra. Nào ngờ vừa định đi vào thì hắn đã bị ăn một cái gậy vào sau gáy. Khi Vân Diệp tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang bị một người đàn ông động tay động chân. Vân Diệp biết Lý An Lan trốn ở đây nên đã nói với không khí bảo cô mau ra ngoài đi. Nếu không ra thì hắn sẽ hủy manh mối ở trong khóa khổng minh. Quả nhiên theo như anh dự đoán, Lý An Lan vẫn chưa chết. Thì ra mấy hôm trước, nha hoàn Linh Lung đã chuốc thuốc mê cho lính canh rồi cùng công thâu mộc, nội ứng ngoại hợp, lại còn đổ rượu ra đất chuẩn bị phóng hỏa để gây rối loạn. Ở bên dưới, hoàng thử đang mau chóng đào một đường hầm, công thâu mộc không ngừng dục hắn mau lên. Nhưng ở dưới đất, ở dưới đại lao đều là đá, đâu dễ dàng đào như vậy. Mộ cổ của người chết ông còn đào rồi thì đại lao ông sợ cái gì chứ? Ta chuyên làm giao dịch người chết, chưa từng giao dịch người sống, mà ngài một phát liền bảo ta đi đào đường hầm của đại lý tự, ta hơi sợ. Sau cả một đêm đào bới, hoàng thử cuối cùng cũng đào thông đường hầm. Hắn vừa đầu ra thì đã nhìn thấy Lý An Lan. Ayo, cô nương thật xinh đẹp đấy, còn nhìn gì nữa, mau lên nào. Hai người liền khiêng một thi thể từ đường hầm ra. Thì ra tên trộm mộ hoàng thử này đã đặc biệt đào mộ của một tiểu thư nhà giàu có dáng người giống Lý An Lan để làm kẻ thế thân cho nàng. Vì sợ người khác nghi ngờ, Lý An Lan còn đặc biệt nhét cây châm là tín vật định tình với Vân Diệp vào tay thi thể thế thân. Bên này vì để cứu Lý An Lan, Linh Lung đã đổ rượu khắp cả đại lao. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng cất vò rượu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi rời đi. Nhưng nghĩ lại sợ bên Lý An Lan lộ ra sơ hở, nàng liền gọi hai tên lính canh lại để kéo dài thời gian. Nhưng nào ngờ hai tên đó là do sát thủ giả dạng, cứ thế Linh Lung đã bị giết người diệt khẩu. Bên này Lý An Lan không chịu nghe lời khuyên của hai người kia, nhất quyết muốn đợi Linh Lung cùng đi theo. Linh Lung dùng chút sức lực cuối cùng châm ngòi lửa lên, rồi hét lớn bảo Lý An Lan hãy rời đi. Như vậy Lý An Lan giờ đây mới bình an vô sự đứng trước mặt Vân Diệp. Vì để tìm ra hung thủ đứng đằng sau, Lý An Lan đã mở khóa khổng minh ra, lại chỉ thấy ở trong đó khắc một chữ thân. Chắc chắn đây là manh mối mà người ở trong gia tộc phải liều mạng để giữ lại. Nên mấy người liền lập tức đi điều tra người trong tên có chữ thân ở thành Trường An này. Bên kia thì đang bận làm chính sự thì bên này thái tử lại đang bận đi xem mắt. Thái tử đã có một bạch nguyệt quang là Lưu Tân Nguyệt, một vết chu sa là Hầu Tiểu Muội, giờ lại có thêm một Tô Uyển. Không biết là thái tử thích nhiều cô nương như thế, gặp ai cũng hứa là sẽ cưới người ta, thì hắn ta có xoay sở kịp không?
Còn cứu cứu của thái tử là Thân Quốc Công cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính. Thời gian lại rất chi là trùng hợp, lẽ nào ông ta chính là kẻ chủ mưu đứng phía sau hay chăng? Hầu tướng quân nhìn thấy thiệp mời đến tiệc thành hôn của thái tử trực tiếp tức giận rồi vứt nó ra đất. Trước đây không lâu chính tay ông ta đã đưa con gái của mình lên giường của thái tử để được làm quốc trượng. Giờ đây thái tử lại muốn cưới người khác thì không phải là ông ta hy sinh con gái cũng chỉ là tốn công vô ích sao? Phải nói vận đào hoa của thái tử thật dồi dào, vì để giữ tính mạng cho người mình yêu mà để nàng ta gả cho anh em tốt của mình. Lưu Tân Nguyệt nhìn thấy thiệp mời của thái tử liền hoàn toàn suy sụp, nàng ta liền hẹn gặp mặt thái tử rồi đề nghị chia tay. Nhưng cái miệng của tên cha nam này lại dễ dàng lừa được cô. Vì sau khi uống rượu thì ta lăng nhăng, tuy vì hoàng vị mà ta chấp nhận hôn sự của phụ hoàng, nhưng trong lòng ta chỉ có yêu mình nàng thôi, Tân Nguyệt của ta. Ta sắp phải cưới người khác rồi nhưng chuyện này không hề có ảnh hưởng gì đến nàng. Ta từng nói sẽ cưới nàng thì chắc chắn ta sẽ không phụ lòng nàng đâu. Bên này vừa ăn ủi xong tình đầu thì bên kia bạn gái nhỏ của hắn ta đã xảy ra chuyện rồi. Hầu tiểu muội nhìn thấy thiệp mời của thái tử liền tuyệt vọng gieo mình xuống giếng. May mà hầu tướng quân kịp thời phát hiện cứu được mạng của nữ nhi. Ông liền gọi thái tử đến tính sổ. Lúc đầu là ngài làm nhục con gái ta, hứa là sẽ chịu trách nhiệm. Giờ đây hầu tiểu muội đã có thai mà ngài lại đi cưới người khác. Tướng quân diễn ra vẻ vô cùng đau lòng, muốn ép thái tử phải cảm thấy cắn rứt thì ông ta mới được làm quốc trượng chứ. Thái tử lập tức đồng ý, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Lý Thừa Càn ta nhất định sẽ cưới nàng ấy, nhất định sẽ bù đắp cho nàng ấy. Mới chỉ trong một ngày mà thái tử đã hứa hẹn ba hôn sự, thật sự có chút lo là hắn ta không xoay sở kịp. Sinh lễ mà hoàng hậu chuẩn bị cho Tô Uyển cũng bị hắn ta sắp xếp phân chia rõ ràng, một phần đưa cho Lưu Tân Nguyệt, một phần đưa cho hầu tiểu muội, phần còn lại thì đưa cho Tô Uyển. Một phần sinh lễ mà cưới được ba thê tử có vẻ cũng chẳng lỗ đâu. Còn bên kia Vân Diệp đã bắt đầu chuẩn bị quà cưới cho thái tử rồi, đảm bảo là đám người cổ đại này chưa từng nhìn thấy luôn. Vân Diệp lấy ra 10 lòng trắng trứng dụ dỗ hoàng thử làm mày đánh trứng. Ông ta lại không tin lòng trắng trứng này khuấy ra được cái thứ gì, khuấy một lúc thì mệt rồi muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nghe là thứ này làm ra sẽ là mỹ vị nhân gian tuyệt đỉnh, tốc độ tay của ông ta liền phi lên cao tốc. Không lâu sau hoàng thử liền bê đến một bát kem tươi trắng xốp. Vân Diệp nếm thử thì thấy đúng vị rồi. Lúc này bánh bông lan cũng đã nướng xong, mùi hương thơm lừng thu hút mọi người. Hoàng thử đang định ăn thử một miếng thì bị Vân Diệp đuổi đi làm thêm kem tươi. Lúc này đã không còn ai làm phiền hai người ân ái nữa rồi. Chẳng mấy chốc họ đã làm xong một cái bánh kem có cánh hoa và trái cây, cũng coi như đã thành công mỹ mãn. Vân Diệp mang theo bánh kem mà Lý An Lan làm rồi đi cùng với Lưu Tân Nguyệt đến lễ thành hôn của thái tử. Mối quan hệ của họ thật phức tạp mà. Hai hình người ở trên bánh kem lại càng khiến trái tim Lưu Tân Nguyệt càng đau hơn. Vân Diệp của huyện Hầu Lam Điền tặng một bánh kem, Thân Quốc Công tặng một đôi san hô, một ngọc như ý. Nghe thấy tên gọi Thân Quốc Công, Vân Diệp liền cảnh giác. Người này có chức quan cao lại có quan hệ mật thiết với hoàng gia. Rất có thể đó là người họ thân có nhắc ở trong manh mối khóa Khổng Minh. Hôm nay là hôn lễ của thái tử, khi thấy Lưu Tân Nguyệt cũng ở đó, ánh mắt hai người nhìn nhau không rời. Ánh mắt đắm đuối của hai người cũng bị thái tử phi nhìn thấy. Sau khi hôn lễ kết thúc, Vân Diệp đi về liền an ủi Lưu Tân Nguyệt, mong nàng ta sẽ nghĩ thoáng ra. Thấy nàng ta không sao, hắn quay đầu đến tìm Lý An Lan. Vì để tiện đi về, Vân Diệp còn để Lý An Lan ở khách trạm cạnh hắn. Sao thế, huynh đau lòng à? Nếu huynh đau lòng thì tối nay huynh nên ở nhà. Sao huynh lại đến đây rồi? Ta nửa đêm không đến ở cùng thê tử của mình, lại đến ở cùng em dâu của mình để làm gì? Vân Diệp nói vì Lý An Lan về manh mối Thân Quốc Công mà hôm nay hắn biết được, nàng lập tức kích động muốn đến phủ quốc công để điều tra. Vân Diệp liền ngăn nàng lại, nói mình đã có kế sách rồi. Vân Diệp xuyên không về thời nhà Đường, đám người này lại nói muốn tổ chức lễ hội mùa thu gì đó. Nói là muốn cảm ơn ông trời đã cho họ được ấm no, nên Lý Thế Dân đã triệu tập đại thần bảo họ nghĩ ra kế sách tổ chức lễ hội. Mọi người đều thấy chuyện này khó khăn, không ai muốn nhận việc này. Vì thế mọi người đều ăn ý đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Diệp. Cái đám lão già này muốn báo thù vụ ta bắt các người ăn châu chấu chứ gì, lễ hội mùa thu là cái gì chứ? Nào ngờ Lý Thế Dân cũng chú ý đến hắn, Vân Diệp không trốn tránh được chỉ đành cố vắt óc nghĩ ra cách. Sau đó hắn nói với Hoàng thượng là ở quê hắn không hề có lễ hội mùa thu, chỉ có lễ cảm ơn. Không chỉ để cảm ơn ông trời đã ban cho ấm no, mà còn cảm ơn cha mẹ, sư phụ, bạn bè. Mọi người nghe xong đều thấy có lý, Vân Diệp liền hát bài lòng biết ơn cho mọi người nghe. Lòng biết ơn, cảm ơn nàng đã ở bên ta suốt cuộc đời và cho ta dũng khí để làm chính mình. Các đại thần nghe xong cũng bị hắn chọc cười. Nào ngờ Lý Thế Dân cũng tạo dáng tay thành một hình trái tim bày tỏ ý tán đồng với Vân Diệp. Các đại thần không dám cười nữa, mọi người đều thả một trái tim. Nhân lúc này Vân Diệp liền đề nghị mời đến buổi yến tiệc những đại thần đã lớn tuổi từng có công với đất nước. Ý của hắn là muốn Thân Quốc Công đi đến để dễ dàng cho việc điều tra. Buổi lễ được tổ chức đúng như đã bàn bạc, lễ hội mùa thu lại trở thành lễ cảm ơn tập trung mọi người. Thân Quốc Công tham gia yến tiệc xong đi về thì bánh xe của ông ta lại bị rơi ra, xe ngựa bị lật ngược lại, chân của ông ta cũng bị thương nặng nên chỉ đành trì hoãn lịch trình trở về nhà, quay về trong cung chữa thương. Sau khi thái y kiểm tra thì quả quyết rằng ông ta phải nằm trên giường nửa năm mới có thể bình phục hoàn toàn.
Hoàng hậu nghe xong liền phái người đi mời Vân Diệp đến. Sau khi Vân Diệp kiểm tra vết thương cho Thân Quốc Công, liền đảm bảo trong vòng 7 ngày thì ông ta có thể xuống giường đi lại. Đây là cái gì thế? Ướt át khó chịu. Đây á, đây là thạch cao. Đợi khi ông hồi phục rồi thì nó sẽ cứng lại. Khi nó cứng lại thì ta sẽ đập vỡ nó ra. Đập vỡ sao? Thế liệu có lại đập gãy cả chân của lão phu không? Ông yên tâm đi, ta sẽ nhẹ tay. Vân Diệp còn đặc biệt dùng gỗ cây trinh nam làm một cái gậy đỡ, bảo đảm Thân Quốc Công đang gãy chân rất nhanh sẽ có thể tự đi lại. Hắn còn đích thân diễn thử cách sử dụng của gậy đỡ. Vân Diệp lo chuyện chữa bệnh bảo Lý An Lan giả làm trợ thủ của hắn, bảo là phương thuốc của hắn là bí mật nên đóng cửa nhà bếp lại không cho ai đi vào. Nhân cơ hội này Lý An Lan đã thay bộ đồ đen rồi trèo qua cửa sổ đi vào trong thư phòng của Thân Quốc Công để tìm manh mối về kẻ thù giết mẫu thân. Khi vừa tìm thấy một lệnh bài còn chưa kịp xem thì có một thị vệ đi vào. Trong lúc giao đấu, Lý An Lan đã đánh rơi lệnh bài. Vì không để bạo lộ thân phận, nàng đã chạy trốn ngay đi rồi thay quần áo khác đi đến đưa thuốc. Vân Diệp đêm khuya đến gặp Lý Thế Dân, lệnh bài đó chính là lúc ông còn là vương gia đã phát cho những thân tín cạnh mình. Chuyện này hỏi ai cũng không rõ bằng hỏi ông. Lý Thế Dân chống ngón tay vào trà, vài cái hất tay đã vẽ ra một lệnh bài rất phức tạp. Lý Thế Dân nhớ kỹ lại năm đó ông đã đưa lệnh bài cho 4 người, Thân Quốc Công có một cái cũng không thể chứng minh ông ta là hung thủ. Manh mối quan trọng nhất mà Lý An Lan lấy được đó là lệnh bài của Thân Quốc Công có dấu vết bị thiêu đốt. Lý Thế Dân liền ra lệnh gọi 4 người có lệnh bài đến đây đối thực. Nhưng thị vệ mà Thân Quốc Công tin tưởng nhất lại là gián điệp mà Hầu Quân Tập phái đến. Hắn ta giao lệnh bài trộm được từ chỗ Lý An Lan đưa cho Hầu Quân Tập. Sau khi nhận được tin Hoàng thượng triệu kiến, ông ta liền đổi 2 lệnh bài rồi mang theo lệnh bài không vết tích gì đi gặp Hoàng thượng. Còn Thân Quốc Công thì xui xẻo rồi, không chỉ bị gãy chân lại còn bị trộm mất lệnh bài. Như này thì làm sao để giải thích được với Hoàng thượng? Tội danh bị hai tên Vân Diệp và Lý An Lan này đặt hết lên đầu ông. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng đón xem nhé! Học sinh yếu kém xuyên không về triều đại nhà Đường lại chế tạo ra được thuốc nổ. Vân Diệp cố định ngồi châm lửa ở trên đỉnh rồi bảo Hoàng thượng và mọi người hãy tránh ra xa. Cho đến khi cách xa 100 mét sau không nhìn được bóng người luôn rồi, hắn mới châm ngoài lửa, bảo vệ Hoàng thượng. Mọi người đều rất hoảng hốt và cũng mong đợi kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng khi dây dẫn cháy hết thì đỉnh đồng vẫn không có động tĩnh gì. Khi mọi người thấy thất vọng, một tiếng nổ bùng, rồi đỉnh đồng nổ tung thành 4-5 mảnh. Hoàng thượng rất kích động, có vũ khí bí mật này rồi thì sợ gì đánh không nổi đám đột quyết đó nữa. Hồi bệ hạ, thứ này tên là bom nổ, được làm bởi thuốc nổ. Khi phát nổ nó có thể phá hủy mọi thứ cứng rắn, uy lực mạnh mẽ, không có đồ vật cứng nào là không thể phá hủy. Thế bom nổ có uy lực lớn như vậy, Lý Thế Dân liền cho phép xây dựng viện khắc vật ở trong cung, hoàn toàn do Vân Diệp chỉ đạo tạo thêm càng nhiều bom nổ. Nhưng hành động này của hắn lại làm thái tử bất mãn. Chuyện bình định quân đột quyết là nhiệm vụ của Ngụy Vương Lý Thái. Bây giờ Vân Diệp lại giúp Lý Thái thì vị trí thái tử của Lý Thừa Càn lại càng có thêm nguy cơ. Từ hai huynh đệ thân thiết có thể cùng chia sẻ một nữ nhân giờ lại có chút e dè lẫn nhau. Nhưng Vân Diệp làm như vậy cũng là có lý do cả. Thì ra mấy hôm trước manh mối điều tra hung thủ giết chết mẫu thân của Lý An Lan dừng lại ở chỗ 4 miếng lệnh bài. Lý Thế Dân lấy cớ ban thưởng cho các công thần dùng lệnh bài ngọc thạch để đổi lấy lệnh bài cũ, triệu kiến 4 người có lệnh bài vào trong cung cũng chính là để điều tra về lệnh bài có vết tích thiêu cháy mà Lý An Lan nói. Nhưng ông không thể ngờ rằng cái tên Hầu Quân Tập này lại đi trộm lệnh bài của Thân Quốc Công. Khi đến lượt Thân Quốc Công thì ông ta chỉ giao ra một cái hộp trống. Mấy người đám Vân Diệp lại càng quả quyết Thân Quốc Công chính là hung thủ đứng sau, thế nên hắn mới lấy cớ là chế tạo thuốc nổ để đưa mấy người vào cùng, tìm cơ hội điều tra Thân Quốc Công. Chế tạo thuốc nổ là chuyện mà không phải người thường là sẽ làm được, nên Vân Diệp bảo Công Thâu Mộc đi triệu tập tất cả những người của Mặc gia còn sống ở trong thành. Hắn đưa họ tới nơi làm việc và phân chia công việc cho họ. Sau khi Vân Diệp giảng giải một hồi, khi hắn quay lại thì thấy mọi người đứng đờ người ra. Cho đến khi Lý An Lan liền ra hiệu cho Công Thâu Mộc thì mọi người mới bắt tay vào công việc. Thì ra là người của Mặc gia đều căm hận Lý Thế Dân nên không muốn làm việc cho Hoàng gia. Vì để lấy lòng đám người thợ mộc xuất chúng này, Vân Diệp lại nảy ra ý mới. Không có chuyện gì là một bữa cơm không giải quyết nổi. Một bữa cơm công nhân ở triều đại nhà Đường xa xỉ đến mức nào? 4 món thịt, 2 món rau, lại có thêm cả nước ép cam tươi ngon vừa mới ép. Chỉ đi một cái thôi cũng đã khiến người ta thèm đến chảy nước miếng. Vì để lấy lòng người của Mặc gia, Vân Diệp khổ tâm chuẩn bị bữa cơm dinh dưỡng thời hiện đại cho họ. Nhưng họ lại không để mặt hắn. Cho dù phải ăn màn thầu lạnh ngắt cũng không ăn đồ mà hắn chuẩn bị. Ta quên chưa nói với huynh, người của Mặc gia chúng ta tính tình cổ quái, không phải là một bữa ăn của huynh là có thể mua chuộc được họ đâu. Họ không ăn thì mình ăn. Huynh quên rồi à, ta cũng là người của Mặc gia. Sau đó Lý An Lan cầm màn thầu rời đi, nhưng nhiều thức ăn như vậy không ăn thì rất lãng phí. Xem ra không thể dùng một bữa ăn để mua chuộc thì phải dùng chiêu hạ thấp trí thông minh rồi. Vân Diệp làm ra một cái Rubik, như vậy thật quá làm khó người của Mặc gia. Gặp nhiều cơ quan đến như vậy nhưng đây là lần đầu gặp một cái cơ quan khó giải như vậy. Nào ngờ Rubik trông đơn giản như thế mà lại khó chơi đến vậy. Đôi mấy người liền cũng không tìm được cách xoay Rubik đúng, còn làm một người gấp gáp quá thậm chí bỏ lên mồm để cắn ra.
Khi mọi người còn đang bực bội gấp gáp xoay lại Rubik thì Vân Diệp bình tĩnh đi qua đó. Đây là lúc bắt đầu màn biểu diễn thực thụ rồi. Một đám người cổ đại đang quấn lấy một cái Rubik nhưng cũng không ai có thể xoay nó về đúng. Thậm chí họ còn cho rằng thứ này không thể giải ra được. Nhưng ở trong tay Vân Diệp, Rubik chỉ trong chớp mắt đã trở về hình dáng ban đầu. Wow, thật lợi hại, thật lợi hại. Giải được rồi kìa. Dựa vào một cái Rubik bé nhỏ, Vân Diệp thành công mua chuộc được người của Mặc Gia. Lý An Lan đi vào cũng bất ngờ. Đám người từng nói là dù chết cũng không ăn đồ do Vân Diệp nấu, giờ lại ăn rất ngon miệng. Họ từng nghĩ là Vân Diệp chỉ là một công tử ăn chơi đàn đúm, nhưng bây giờ sau khi thấy được trí tuệ của Vân Diệp thì ai cũng rất bái phục. Vân Diệp liền khiêm tốn nói Rubik đó cũng không phải là do hắn sáng kiến, hắn chỉ là may mắn tình cờ nhìn thấy nó thôi. Con cháu Mặc Gia có tài cán hơn hắn nhiều nên hắn cũng đâu dám dùng mấy chiêu mèo mù vừa cá rán này để lừa gạt họ. Sau khi mọi người ăn xong, Vân Diệp liền dạy cho mọi người cách giải mã Rubik vừa rồi. Nghe xong, người Mặc Gia lại càng tán dương hắn. Lúc đầu không quan tâm hắn, giờ đây lại chủ động đồng ý hôn sự của hắn và Lý An Lan. Vân Diệp lại càng muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Hắn làm ra một cái khóa mật mã khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Mọi người đều thắc mắc là chưa từng nhìn thấy các biểu tượng ở trên khóa. Chưa nhìn thấy đúng không? Đây là con số của Ả Rập, sau này nó sẽ được lan truyền rộng rãi. Tại sao phải dùng chữ số Ả Rập? Ta muốn nói là có chữ số Ả Rập này rồi thì sau này đừng hòng ai vào được phòng. Mọi người đều nói giúp cho Vân Diệp. Người xem người tìm được một công tử tốt như vậy đó, vừa thông minh hơn người vừa giỏi chuyện cơm nước. Đúng là dù có tìm mù mắt cũng không tìm được người nào tốt hơn đâu, còn không mau gả cho huynh ấy luôn đi. Nào ngờ Lưu Tân Nguyệt lúc này đi vào nói là đến để đưa cơm cho Vân Diệp. Mọi người đều tò mò thân phận của cô ta. Vân hầu gia, vị này là... Nàng ấy là phu nhân của ta. Cái gì chứ? Phu nhân á? Vốn tưởng là độc thân lâu năm, nào ngờ người ta đã là hoa có chủ. Sự xuất hiện của Lưu Tân Nguyệt khiến không khí trở nên ngại ngùng. Vân Diệp nhận lệnh chế tạo bom nổ, khó khăn lắm mới tạo được mối quan hệ tốt với người Mặc Gia. Nhưng lại vì sự xuất hiện đột ngột của Lưu Tân Nguyệt lại trở nên rất xa lánh. Không thể ngờ là Lưu Tân Nguyệt vì tình yêu thái tử mà đã làm gián điệp cho hắn ta, hãm hại phu quân của mình. Thái tử biết Vân Diệp đang giúp đỡ Lý Thái chế tạo bom nổ nên đã bảo nàng ta trộm một quả bom về để nghiên cứu. Sau khi tiễn Lưu Tân Nguyệt đi thì Vân Diệp liền đến dỗ dành Lý An Lan. Biết nàng ghen tị không vui vì sự xuất hiện của Lưu Tân Nguyệt nên hắn đã mang một thần khí mới làm đến, Kính Viễn Vọng. Hắn đưa An Lan lên trên nóc nhà quan sát một hồi lâu thì mới dỗ dành được nàng. Các công nhân ngày nào cũng tăng ca làm mới ra được một lô bom mìn. Nhưng khi Lý Thái nghe nói vậy liền chê là ít, ra lệnh cho mọi người phải làm việc thâu đêm để chế tạo bom mìn. Đúng thật là ông chủ không hiểu nổi nỗi khổ của nhân viên. Thấy mọi người mệt mỏi đến thâm quầng hai mắt, Vân Diệp bèn nghĩ ra cách. Đem hết chỗ bom mìn này đi diện kiến hoàng thượng để từ đó có thể xin thêm nhân lực, tăng cao năng suất lao động. Như vậy thì Lý Thái mới hài lòng rời đi. Sau khi hắn ta đi, Vân Diệp ra hiệu cho mọi người không cần diễn nữa, mau nghỉ ngơi đi. Bên này thái tử lấy được một quả bom, nhìn đi nhìn lại mà hắn ta vẫn không thấy cái thứ này lợi hại chỗ nào. Hắn ta bảo thuộc hạ đặt quả bom ra xa 100 mét rồi châm ngòi lửa. Họ mong chờ mãi nhưng uy lực của quả bóng này lại còn không bằng pháo dây. Họ không hề biết rằng thứ mà họ lấy được chỉ là bán thành phẩm. Ta còn tưởng là thứ vũ khí uy lực thế nào thì ra chỉ bằng pháo tre thôi. Điện hạ, vậy tiếp theo đó chúng ta phải làm gì? Không cần phải làm gì hết, để cho Lý Thái nghiên cứu chế tạo thật nhiều thứ vũ khí này vào. Đến lúc đó để xem hắn ta giải thích với phụ hoàng như thế nào. Học sinh rốt xuyên không về thời cổ đại lại có thể tạo ra một lượng lớn bom nổ, lại cần tập duyệt cho nổ trước mặt của Lý Thế Dân. Thái tử còn đang đợi để xem trò cười của họ nữa. Nhưng nào ngờ chỉ có mấy quả bom đã làm nổ tung một bức tường đá, hơi nóng tỏa ra khắp nơi, dọa các thị vệ liền vội vã xông lên hộ giá. Ngụy Vương quả nhiên không làm chậm phải thất vọng. Chúc mừng bệ hạ đã có được vũ khí bom nổ này rồi. Những binh lính ở tiền tuyến nếu biết được Ngụy Vương đã chế tạo ra nhiều vũ khí bom nổ hiệu quả như vậy thì lòng quân chắc chắn phấn khởi. Lý Thế Dân rất vui mừng không chỉ khen ngợi Ngụy Vương Lý Thái trước mặt mọi người mà còn đồng ý việc bổ sung nhân lực cho Vân Diệp để hắn tăng tốc độ sáng chế bom nổ. Thái tử lại bày tỏ bom nổ này quá nguy hiểm, không nên sáng chế ở trong cung. Lý Thế Dân thấy có lý liền rời chuyển nơi sáng chế bom đến một hang động trong núi. Vân Diệp rất bất lực, hắn vốn muốn tạo cơ hội cho Lý An Lan giết chết thân quốc công, giờ thì coi như xong luôn rồi. Lý An Lan nghe thấy tin này cũng rất thất vọng. Vân Diệp lại thấy chuyện này rất bất thường, dường như Lý Thế Dân đang cố ý bao che cho thân quốc công, hoặc là chuyện này còn có ẩn tình gì trong đó, nên hắn khuyên Lý An Lan đừng vội vàng ra tay. Bên kia các công nhân đang tăng tốc làm ra bom nổ, nhưng thứ này lại rất nguy hiểm. Chỉ cần một người bất cẩn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thì ra khi thợ thủ công đang chế tạo bom thì đã chạm vào đồ bọc da, sản sinh ra tĩnh điện. Vì vậy Vân Diệp dặn dò mọi người bỏ hết những vật có bọc da đi. Trước khi chế tạo các công nhân hãy sờ vào những vật bằng sắt. Lúc này Lý Thái lại vội vã đi tới, chê trách tốc độ chế tạo của họ quá chậm. Vân Diệp giải thích là loại bom kiểu mới này có uy lực lớn hơn nhưng nó cũng nguy hiểm hơn. Hắn còn đang nghĩ cách làm đảm bảo an toàn nhất. Nếu cứ nhất quyết bắt tay vào chế tạo thì sẽ tạo ra uy hiếp đến tính mạng của các thợ thủ công.
Nhưng nào ngờ tên Lý Thái này lại độc ác đến vậy. Cùng lắm thì tìm riêng chục người đến để chế tạo. Nếu mà thành công chế tạo ra hỏa khí thì cho dù có hy sinh vài thảo dân đi chăng nữa cũng là xứng đáng. Vân Diệp liền nhắc nhở Lý Thái, nếu phòng chế tạo gặp chuyện thì họ khó mà thoát khỏi liên can. Nào ngờ không lâu sau phòng chế tạo thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Có một người đàn ông đã ném ngòi lửa ở cạnh phòng chế tác. Ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng lan ra. Mọi người đều bị đe dọa đến tính mạng. Thì ra thái tử tính tình lương thiện lại bị hầu quân Tập giở trò ly gián, dẫn dụ hắn ta bắt đầu con đường tranh giành hoàng vị với đệ đệ ruột. Thái tử còn bảo Lưu Tân Nguyệt đi mạo hiểm, biến nàng ta trở thành đồng bọn. Thuộc hạ của hầu quân Tập Giá làm phu xe hộ tống Lưu Tân Nguyệt với thân phận là phu nhân của Vân Diệp thành công đi vào được phòng chế tạo bom nổ. Ông ta muốn nhân cơ hội này làm nổ tung phòng chế tạo bom, thuận tiện giết cả đối thủ Vân Diệp. Vân Diệp vừa thức dậy phát hiện ở bên ngoài khói dày nồng nặc, mọi người đều đang ra sức dập lửa. Thấy lửa ngày càng lớn khó mà khống chế được, các thợ thủ công muốn chạy đi nhưng lại bị Lý Thái ngăn lại ép họ quay về chế tạo thêm nhiều bom. Hắn ta không quan tâm đến tính mạng của các thợ thủ công, hắn chỉ quan tâm đến những công lao của mình trước mặt hoàng thượng. Mạng của các người đối với ta mà nói còn không bằng một chút bom nổ nào cả. Mau đi vận chuyển bom cho ta, ai làm trái lệnh thì lập tức giết chết. Thấy mọi người sắp bỏ mạng trong biển lửa, Quân Diệp đến kịp, hắn đánh đổ mấy thùng nước đã chuẩn bị trước khiến ngọn lửa dần nhỏ lại. Còn Lý Thái tham lam cũng đã bị thương ở trong biển lửa. Khi nhìn thấy Vân Diệp, hắn ta như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Dưới sự chỉ huy của Vân Diệp, mọi người đều kịp thời rút lui trước khi xảy ra vụ nổ. Bên kia Lý Ân Lan một mình đi vào trong cung, muốn giết chết Thân Quốc Công. Nàng suýt thì bị một cung nữ đánh lén. May là Công Thâu Mộc đi theo nên mới cứu nàng một mạng. Hắn ta vứt một quả bom khói ra để dẫn dụ sự chú ý của thị vệ, nhưng hắn ta không may bị trúng một mũi tên. Lý Ân Lan hết đường lui chỉ đánh trốn vào phòng của thái tử. Thấy tỷ tỷ chưa chết, thái tử rất mừng rỡ và đồng ý sẽ cứu Công Thâu Mộc. Nhưng lúc này thị vệ đã đi đến bắt thích khách. Còn Công Thâu Mộc vì bảo vệ Lý Ân Lan mà đã uống thuốc độc tự sát. Lý Ân Lan nghe xong liền rất buồn rầu hối hận vì bản thân đã tự ý hành động. Nàng chỉ đành quay về phòng chế tạo nhưng nàng lại phát hiện ở đây có vô số người chết. Nàng vội vã đi tìm Vân Diệp, khó khăn lắm mới nhìn thấy hắn thì lại bị Lưu Tân Nguyệt đi trước một bước. Vì phòng chế tạo xảy ra chuyện nên Vân Diệp khó mà trốn tránh trách nhiệm và cũng vì thế mà hắn bị bắt nhốt vào đại lao. Vân Diệp bị nhốt vào đại lao, lúc đầu lính canh còn rất thô bạo với hắn, trực tiếp mắng đuổi hắn đi vào. Vân Diệp liền cố ý tiếp cận lính canh muốn nhờ hắn ta đến nhà mang cho mình giường và chăn chiếu, thuận tiện báo bình an cho người nhà biết. Nhìn miếng ngọc bội rẻ tiền của Vân Diệp, lính canh vừa chê nó rẻ tiền vừa nhét miếng ngọc bội vào trong túi. Sau khi nghe Vân Diệp nói mình là người của Vân gia, hắn ta liền biết đây là Vân Hầu gia có tiếng tăm ngất trời. Hắn liền cúi thấp người xuống đi theo Vân Diệp, liên tục gọi Vân Diệp là thần tài gia. Vân Diệp nhờ lính canh về Vân phủ tìm muội muội của hắn tên là Tiểu Nam bảo Phượng Tài lấy giường chăn chiếu. Được được, tôi đi đây, đi trước đây. Lính canh này cũng có vẻ không thông minh lắm, càng không thể biết rằng Phượng Tài là một con chim, bảo Phượng Tài đến đưa chăn cũng là ám hiệu của Vân Diệp và muội muội. Vân Diệp liền nói nhỏ vào tai nó, rồi thả nó rời đi. Nó bay đến chỗ Hoàng Thử đang ăn chơi uống rượu truyền đạt cho ông ta nhiệm vụ mà Vân Diệp giao. Hoàng Thử 1.000 lượng vàng. Vừa nghe thấy có tiền, Hoàng Thử liền đuổi hai cô nương xinh đẹp rời đi, hỏi Phượng Tài có nhiệm vụ gì. Thấy Vượng Tài cứ liên tục nói đi nói lại, Hoàng Thử cũng chỉ đành tin nó. Xem ra Vân Diệp có lẽ thật sự dùng 1.000 lượng vàng để sai Hoàng Thử đi làm việc lớn. Hoàng Thử đi theo Vượng Tài đến nơi, sao lại là đại lý tự thế này, hắn ta cũng không dám nhận việc liên quan đến Hoàng gia nữa đâu. Nhưng thực sự thì hắn cho quá nhiều tiền, Hoàng Thử rất nhanh đã đào đường hầm tới phòng giam của Vân Diệp. Ông đến đây mà cũng không gõ cửa trước mà đã vào, thật là bất lịch sự mà. Vân Diệp lập tức lôi ông ta ra ngoài, Hoàng Thử trốn dưới góc tường đúng là sợ rớt cả tim. Còn Vân Diệp lại bình tĩnh ngồi một bên vẽ vời, bây giờ ông ta cũng không cần tiền nữa. Dù sao thì cũng đã đào đường hầm rồi, giờ chỉ cầu xin Vân Diệp thả mình ra ngoài. Vân Diệp liền gọi Hoàng Thử đến bên cạnh, đưa bức họa mình vẽ cho ông ta xem. Đây là cái gì? Jerry. Jerry là cái gì? Là chuột. Vân Diệp hứa với Hoàng Thử sau khi ông ta hoàn thành nhiệm vụ này sẽ đúc một con chuột vàng tặng ông ta. Sau đó hắn còn ấn chương ngọc tỷ vào tờ giấy đảm bảo Hoàng Thử sẽ có được một Jerry bằng vàng. Hoàng Thử ham tài nghe vậy liền động lòng nên đã đồng ý thay Vân Diệp ngồi trong đại lao một ngày. Vừa chui ra ngoài, Vân Diệp lại thấy Lưu Tân Nguyệt đáng lẽ phải giam vào đại lao giống mình cũng được đưa ra ngoài. Hắn thấy tình hình có vẻ không đúng nên liền âm thầm đi theo. Lưu Tân Nguyệt được đưa tới một căn phòng, ở giữa căn phòng là một quan tài, người nằm trong đó chính là Hầu Tiểu Muội. Thì ra người này chính là thuộc hạ của Hầu Tướng Quân, Trần Bưu. Hắn vẫn luôn giả làm người bên cạnh thái tử. Thấy tiểu thư nhà mình đã mất tích nhiều ngày giờ lại tìm thấy thi thể ở đây, Trần Bưu liền dụ dỗ Lưu Tân Nguyệt nói ra chân tướng. Thì ra mấy ngày trước biết tin thái tử thành thân, Hầu Tiểu Muội mù quáng chặn xe của thái tử lại. Hắn chỉ đành đưa nàng ta đến một biệt viện để trốn ở đó. Nào ngờ việc này lại bị Thân Quốc Công phát hiện. Vì cô gái này có thể uy hiếp đến địa vị của thái tử, ông ta liền phái sát thủ để ám sát nàng ta. May mà thái tử đến kịp lúc, vội vã đưa nàng ta đến chỗ Tôn Tư Mạc mới cứu về được một mạng.
Thái tử còn gọi Lưu Tinh Nguyệt đến chăm sóc tiểu muội. Hầu tiểu muội kiên quyết cho rằng người thái tử yêu là mình, còn muốn đem chuyện này đến chỗ hoàng thượng làm loạn để tranh giành một danh phận cho bản thân. Lưu Tinh Nguyệt lo rằng nàng ta sẽ làm hại đến thái tử, nên khi nàng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng đã chọn lựa thấy chết không cứu. Thái tử lại không hề thấy buồn vì chuyện này mà còn cảm thấy như được giải thoát. Hai người đưa hầu tiểu muội đi chôn cất. Thái tử kích động nắm lấy tay của Lưu Tinh Nguyệt, lại bắt đầu những lời nói đường mật. Tinh Nguyệt, từ giờ trở về sau nàng sẽ là nữ tử duy nhất trong cuộc đời của Lý Thừa Càn ta. Lừa được Lưu Tinh Nguyệt thì mới có thể sai khiến nàng ta đi giúp hắn ta làm những chuyện mưu phản. Trần Bưu nghe xong liền lộ ra bộ mặt thật, may mà Vân Diệp đi theo. Vân Diệp dùng mấy chiêu thức cỏn con lừa Trần Bưu rồi cứu Lưu Tinh Nguyệt đi. Khi về đến hầu phủ, hắn nhờ bà nội chăm sóc tốt cho Lưu Tinh Nguyệt. Còn hầu quân Tập nghe được tin Trần Bưu đã đưa Lưu Tinh Nguyệt đi và cả hai người đều mất tăm mất tích, nên cho rằng thuộc hạ đã phản bội mình, lập tức ra lệnh truy sát hai người họ. Bên này Vân Diệp đến trước một bước, tìm thấy mẫu thân của Trần Bưu. Vân Diệp tốn bao công sức cuối cùng cũng đã gần tiếp cận đến chân tướng. Hắn vừa vào nhà của Trần Đại Nương bị mù thì phát hiện Phật Quan Âm trên bàn dường như có giấu một cơ quan. Sau khi dò hỏi một hồi, Vân Diệp biết được thì gia nhi tử của Trần Đại Nương lại là Trần Bưu, trợ thủ đắc lực của hầu quân Tập. Hầu quân Tập này đã bắt đầu ra tay tàn sát. Ông ta không chỉ phái người truy sát Trần Bưu mà đến cả người mẹ đã già nua của hắn ta cũng không tha. May mà Vân Diệp tình cờ ở đó nên mới cứu được bà ta một mạng. Khi Trần Bưu trở về lại thấy Vân Diệp đang bảo vệ mẹ mình, biết là Vân Diệp không có ác ý liền bảo hắn ta cùng nhau chạy trốn. Trần Bưu đến trước tượng Quan Âm mở cơ quan ra rồi lấy một lệnh bài. Hắn ta bảo Vân Diệp đưa mẹ mình chạy đi trước, một mình ở lại giao đấu với mười mấy tên sát thủ, dẫn đến bị thương nặng. Thời khắc quan trọng, Vân Diệp ném bom khói ra mới cứu được mẹ con họ. Trần Bưu biết mình không sống được lâu nữa liền nói hết chân tướng ra vì hy vọng Vân Diệp có thể thay mình chăm sóc mẹ già. Hầu quân Tập này đúng thật là quá độc ác. Trần Bưu bán mạng cho hắn ta nhiều năm như vậy mà nói diệt khẩu là diệt khẩu, nên cũng không thể trách hắn ta đã khai hết tội của ông ta được. Thì ra mẫu thân của Lý An Lan là do hầu quân Tập hại chết, nhưng chuyện xảy ra gần đây cũng là do ông ta bày kế. Sau đó Trần Bưu lấy lệnh bà của hầu quân Tập ra, đây là chứng cứ xác thực nhất. Bên này hầu quân Tập lại bắt đầu tinh kế thái tử, ông ta tỏ ra đau buồn rồi lấy cái chết của nữ nhi để khuyến khích thái tử tạo phản cùng ông ta, bắt Lý Thế Dân thoái vị. Ông ta biết Vân Diệp có nhiều diệu kế liền tự ý xông vào Vân Hầu Phủ, bắt người nhà của Vân Diệp làm con tin. Bên kia Vân Diệp đang định nói hết chân tướng cho Lý An Lan thì cô nương hay dỗ này lại nhốt hắn ở bên ngoài. Lý An Lan, nàng là nữ nhân độc ác nhất, nàng ngủ với ta rồi bây giờ lại lật mặt không muốn thừa nhận ta, nàng làm chuyện sằng bậy với ta, huynh im miệng lại cho ta. Vân Diệp không màng thể diện, cuối cùng đã dỗ được Lý An Lan. Chưa kịp nói hết bí mật của hầu quân Tập cho nàng biết thì hầu quân Tập đã đích thân tới tìm rồi. Lý An Lan vẫn luôn coi ông ta là một vị trưởng bối đáng nương tựa, luôn tỏ ra kính trọng với ông ta. Hầu quân Tập quay đầu nói với Vân Diệp, người nhà của hắn đã được ông phái người chăm sóc kỹ càng rồi. Chăm sóc gì chứ, đó rõ ràng là bị bắt làm con tin. Đợi đến khi hai người gặp riêng nhau, ông ta liền lộ ra bộ mặt thật. Ông ta lấy tính mạng của người Vân gia để uy hiếp Vân Diệp không được nói ra bí mật của ông ta. Người của Vân gia bị giam giữ, Vân Diệp liền phái hoàng thử đào đường hầm để cứu họ. Nhưng vừa cứu được muội muội Tiểu Nam thì thị vệ đã nghe thấy động tĩnh trong phòng. Thị vệ nhìn cái lỗ to trên sàn liền biết là họ đã chạy trốn. Hầu quân Tập đích thân đi đuổi bắt họ. Khi ông ta dương cung chuẩn bị bắn thì lại nhớ đến lời khẩn cầu tha thiết của Vân lão phu nhân và sự tuyệt vọng khi bản thân mất đi con gái. Ông ta đã mềm lòng cố ý thả hai người rời đi. Hôm sau chính là ngày Lý Thế Dân trở về từ cuộc xuất tuần, cũng chính là lúc thái tử Lý Thừa Càn chuẩn bị tạo phản. Những người biết chuyện này đều mang vẻ mặt căng thẳng, mong chờ đến thời khắc thay đổi lịch sử. Nào ngờ lúc này thái tử Phi đưa theo Lưu Tinh Nguyệt đi tới, lập tức khiến thái tử phải run sợ. Một ánh mắt của Lưu Tinh Nguyệt cũng có thể đánh bay dục vọng tạo phản của thái tử. Hầu quân Tập thấy vậy liền gấp gáp nắm chặt lấy tay của thái tử như muốn giúp hắn ta hạ mệnh lệnh. Nhưng dù gì thì ông ta cũng già rồi, không đủ sức vật lại tay của người trẻ tuổi. Cơ hội tốt để tạo phản cứ thế mà bị bỏ lỡ. Hầu quân Tập thẹn quá hóa giận liền phái người bắt thái tử Phi và Lưu Tinh Nguyệt lại uy hiếp thái tử. Rõ ràng đã bàn bạc trước là cùng nhau hợp tác hợp lực mà bây giờ lại đổi chủ ý. Hôm nay, thái tử nhất quyết phải tạo phản cùng ông ta, không thì sẽ giết hai nữ nhân của hắn ta. Thái tử Phi muốn nhân cơ hội đánh lén, nhưng cũng lập tức bị giết chết luôn. Cho đến hơi thở cuối cùng, nàng ta vẫn khuyên thái tử đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Thái tử đúng là một kẻ si tình. Vì để cứu Lưu Tinh Nguyệt, hắn ta đã giao binh phù ra cho hầu quân Tập, lại còn tự mình đem quân đến gặp hoàng thượng, muốn quyết một trận sinh tử với cha mình. Lý Thế Dân rất bất ngờ đứa con trai vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông lại làm ra chuyện tạo phản như thế này. Thái tử cũng không chịu thua khi thế, đều là nhờ phụ hoàng dạy dỗ ra cả, con đây không phải là học hỏi phong thế của người năm đó sao?
Hai người này cũng rất oai phong, không để ai xen vào trận đấu giữa họ mà để hai cha con xông vào đánh nhau. Lý Thế Dân đã trải qua hàng trăm trận chiến, thái tử yếu ớt hoàn toàn không phải là đối thủ của ông. Chẳng mấy chốc thái tử đã bị đánh rất thê thảm, còn bị phế khỏi vị trí thái tử. Giờ đây cũng chỉ còn là thứ dân Lý Thừa Càn thôi. Còn ở bên ngoài cung, hầu quân Tập đã triệu tập quân lính tới. Ông ta lấy Lưu Tân Nguyệt ra làm con tin, ép Lý Thừa Càn mở cửa thành ra. Ta cầu xin các người đấy, lấy mạng của ta đổi lấy mạng của nàng ấy đi. Ta cầu xin các người. Thừa Càn, cha nhất định phải sống thật tốt. Vì không để liên lụy đến thái tử, Lưu Tân Nguyệt đã chọn lựa hy sinh bản thân. Thế bản thân đã hết quân bài trong tay, hầu quân Tập trực tiếp phát động tấn công phía Lý Thế Dân. Ông ta còn uy hiếp nếu Lý Thế Dân không chủ động thoái vị thì cứ cách mỗi canh giờ thì ông ta sẽ giết một người của Vân gia. Mấy người tụ tập lại thương nghị đối sách. Thành phía Tây và phía Nam đều có địa thế bằng phẳng, dễ tấn công nhưng không dễ phòng thủ, nên hầu quân Tập rất có khả năng sẽ chọn hai nơi thành để tấn công thành. Nhưng chỗ bom mà họ có không thể đủ để bố trí cả hai nơi này, mà cũng không biết là ông ta sẽ tấn công vào thành ở phía nào. Quân Diệp suy tư một hồi lâu liền nghĩ ra cách đảm bảo hầu quân Tập sẽ tấn công vào cửa thành phía Nam. Tối hôm đó hắn lẻn vào quân doanh của địch, giả vờ đầu hàng và muốn làm giao dịch với hầu quân Tập. Hắn sẽ sai thuộc hạ của mình mở cửa thành, đổi lại là sự an toàn tính mạng cho người của Vân gia. Hầu quân Tập rõ ràng là không tin. Nếu mà hầu tướng quân không tin, có thể trói tôi lên xe công thành. Và công chúa ở đó thì cấm vệ quân sẽ không làm hại ta đâu. Đến lúc đó còn tranh thủ được cơ hội cho hầu tướng quân nữa đúng không? Sáng hôm sau, ông ta quả nhiên bị Vân Diệp lừa đến cửa thành phía Nam. Hầu quân Tập rút thanh kiếm dài ra nói, mỗi khi ông đếm một con số ta sẽ đâm vào Vân Diệp một nhát kiếm. Nếu khi ông đếm đến 10 mà người còn chưa mở cửa thì ta sẽ chặt đầu hắn xuống để tế cờ. Vân Diệp mới bị đâm vài nhát kiếm mà Liên Lan đã rất đau lòng rồi. Nàng bắt cha mình làm con tin, ép buộc họ mở cửa thành ra. Hầu quân Tập còn tưởng kế hoạch của mình đã thành công nhưng nào ngờ vừa xông vào cửa thành thì bom đã bắt đầu nổ. Nhân lúc hỗn loạn, Lý Thế Dân đã sai binh lính phản kích lại phản quân, khiến chúng thất bại thảm hại. Còn Lý An Lan lại chạy tới cứu Vân Diệp đã bị thương, hai người ôm lấy nhau. Mới hỏi thăm nhau được vài câu thì Vân Diệp phát hiện hầu quân Tập đánh lén. Vì để bảo vệ Lý An Lan, Vân Diệp đã xông tới tiếp chiêu. Hai người đều bị đâm, cuối cùng đều đã bỏ mạng. Vân Diệp thì còn đỡ hơn, khi chết còn có người quan tâm, còn tên hầu quân Tập kia chết rồi vẫn còn bị lăng mạ. Vân Diệp, huynh không được chết, huynh không được bỏ lại ta, cũng không được bỏ lại con chúng ta mà đi. Chúng ta cũng đâu biết đứa bé này có từ bao giờ nữa, chỉ biết là lần xuyên không này Vân Diệp còn tự tạo thêm cho mình một vị tổ tông. Đợi khi hắn tỉnh lại thì đã quay về thời hiện đại, trong tay hắn còn nắm chặt một cây châm cài. Nhưng khi hắn đặt cây châm vào cơ quan thì lại không thể đi đến thời cổ đại nữa mà chỉ mở ra một mật thất. Ở trong đó có Rubik mà hắn làm ra và kim tiêm mà hắn mang đi trước khi xuyên không. Hắn mở chiếc hộp ra, ở trong đó là bộ mạt trược được bảo quản kỹ như mới mà hắn tặng cho hoàng thượng. Vốn tưởng đây chỉ là một giấc mơ nhưng nếu mang mấy thứ này ra thì đến cả nhà khảo cổ thức trắng ba đêm cũng không thể nào hiểu nổi. Vân Diệp thổi bay lớp bụi trên bia mộ thì phát hiện đây lại là mộ của chính mình. Sau đó cánh cửa của lăng mộ cũng dần đóng lại. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đặc sắc ở cuối bộ phim là Vân lão phu nhân đã học được cách làm bánh kem, còn đích thân là một cái bánh to chúc mừng sinh nhật cho chất nội. Muội muội Tiểu Nam cũng đã lớn khôn thành đại cô nương. Nhi tử của Vân Diệp được đặt tên là Vân Đản, còn nhận Hoàng Thử là cha nuôi. Hoàng Thử cũng nhận được con chuột làm bằng vàng mà Vân Diệp từng hứa sẽ cho ông ta. Tất cả đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Đường Chuyên. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!